Thêm một lần nữa, chúng tôi rất vinh dự được giới thiệu đến các chư vị độc giả, thính giả khắp nơi bộ sách tham luận mang tựa đề Vô Thượng Niết Bàn của tác giả Lê Sĩ Minh Tùng, phát hành năm Đinh Hợi 2007, nhằm Phật lịch 2553. Đây là bộ sách tham luận thứ ba sau hai cuốn Phá Mê Khai Ngộ và Thanh Tịnh Tâm. Cả ba bộ sách quý giá này đều được sưu tầm và biên khảo qua công án chiêm nghiệm tìm cầu thật công phu, khoa học, sáng tỏ bằng một nhãn thức tinh thông về đạo lý cứu độ nhiệm màu của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật. Hai bộ sách và băng đọc nêu trên phát hành từ năm 2005-2006 đã được đông đảo quý chư vị thức giả và Phật tử xa gần đón nhận với tất cả tấm lòng tìm cầu trân trọng, với những kết quả tinh tấn thật lạ thường. Bộ sách và băng đọc Vô Thượng Niết Bàn này của tác giả Lê Sĩ Minh Tùng qua giọng đọc của Nguyên Hà, thêm một lần nữa xin được hoan hỷ kính gửi đến các chư vị bằng tất cả sự trân trọng cống hiến của tác giả và người đọc, với tâm nguyện duy nhất là cầu mong sự trọn thành Phật đạo sẽ đến với tất cả mọi người. Lời nói đầu. Từ ngàn xưa, chư Phật ra đời nhằm một mục đích là giáo hóa chúng sinh với lòng bi nguyện thắm thiết, đều muốn cho tất cả thoát ly mọi cảnh giới phiền não khổ đau và đồng hướng cảnh thanh tịnh an vui giải thoát. Nhưng muốn thực hiện cảnh giới thanh tịnh an vui giải thoát thì cốt yếu là chúng sinh phải được thanh tịnh, như trong kinh đã nói: tùy kỳ tâm tịnh, tắc Phật độ tịnh. Sở dĩ thân Phật rực rỡ và cảnh Phật trang nghiêm cũng đều do công đức diệu dụng của bản tâm thanh tịnh lưu suốt. Bản tâm ấy chúng sinh vốn sẵn có, cũng như chư Phật, không hai, không khác. Nhưng từ lâu cứ mê chấp, đắm nhiễm theo trần duyên mà không hiển bày được đó thôi. Vì thế, lời nói đầu tiên sau khi Đức Thế Tôn thành đạo dưới cội Bồ Đề là thật kỳ diệu thay, trong tất cả mọi chúng sinh đều có Phật tánh, nhưng vì bị vô minh cho nên họ không nhận ra điều đó. Phật tánh là tính thanh tịnh bản nhiên của tất cả chúng ta, và tính thanh tịnh bản nhiên này chính là hiện tượng trùng trùng duyên khởi, nghĩa là sự ảnh hưởng dây chuyền của một sự vật duyên với tất cả sự vật và của tất cả sự vật duyên với một sự vật, hay là một là tất cả và tất cả tức là một. Đức Phật thuyết pháp tùy theo căn cơ của chúng sinh, cho nên giáo pháp của Phật có khi cao, khi thấp khác nhau. Nhưng cho dầu Phật có dạy tam quy, ngũ giới, thập thiện, tứ diệu đế, thập nhị nhân duyên, hay dạy về pháp tánh, pháp tướng, tâm tính, chân như, chân không, thật tánh và thật tướng, thì Đức Thế Tôn luôn luôn nhằm mục đích chỉ bày cho chúng sinh chứng ngộ trí tuệ bát nhã cũng như Ngài. Con người vì bị mê vọng nên lầm tưởng thân này là thật, thế gian vũ trụ là thật, nên sống trong điên đảo khổ đau. Cho nên Phật dạy rằng: phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng, nhược kiến chư tướng, phi tướng tức kiến Như Lai. Có nghĩa là phàm cái gì có hình tướng thì cái đó không thật, là giả dối, và tướng hư vọng tức là nhân không. Còn chẳng phải tướng mới là pháp không. Do đó, sắc thân có tướng nên nó là hư vọng, còn pháp thân không có tướng nên gọi là pháp không. Vì thế, nếu chúng sinh thoát khỏi khổ ách để sống trong an vui tự tại, thì phải biết rằng vạn pháp giai không, tức là trên thế gian này không có cái gì là thật cả, mà tam không trong bát nhã chính là nền tảng để nhắc nhở cho chúng sinh đạt được cứu cánh này. Đó là khi học Phật pháp thì không nên chấp có ta là nhân không, mà đã hiểu đạo rồi thì không nên chấp có pháp là pháp không. Và tuy chúng ta không chấp nhân, không chấp pháp, nhưng vẫn còn chấp không, nên cuối cùng cũng không chấp cái không là không không,
thì mới đúng với đạo lý tam không của nhà Phật. Thế gian vạn vật hữu hình, hữu hoại, cho nên thân tứ đại giả huyền tất phải hoàn trả về tứ đại đất, nước, gió, lửa, cho bụi. Ngay cả Đức Phật cũng an nhiên tự tại, xóa bỏ báo thân phục thể để hòa cùng đại thể pháp thân chân thường của chư Phật. Phật dạy lý chân không bởi vì con người chấp có, cho nên người hiểu đạo thì thấu lý không mà lúc nào cũng tạo nhân lành, gây thêm thiện nghiệp thì chấp cái lý không nên xa lánh điều lành và tạo lắm điều ác nghiệp, bởi vì họ không biết rằng hữu vi là dụng của vô vi và vô vi chính là thể của hữu vi vậy. Cũng như những làn sóng nhấp nhô của đại dương, đợt sóng này tan thì đợt sóng khác đến để tạo thành cái dụng của nước, mà tính nước thì muôn đời bất biến, và đây chính là thể của nước vậy. Những làn sóng thủy triều gào thét, lặn hụp lên xuống cũng như những sự biến đổi của pháp hữu vi, và thể nước trầm lặng thanh tịnh ở dưới lòng đại dương cũng như pháp vô vi mà thôi. Đời đang đắm chìm trong biển khổ mênh mang, mà bây giờ nếu chúng ta chịu quay về sống với chân lý nhất như, thì phiền não tức bồ đề và sanh tử tức niết bàn. Do đó, nếu chúng ta biết buông xả và luôn giữ chánh niệm để sống với các thực tánh thanh tịnh của mình, ngỏ hầu biến phiền não khổ đau thành bồ đề và sanh tử thành niết bàn, thì ở đâu cũng có bồ đề và ở đâu cũng có niết bàn cả. Phật pháp là vô thượng tối thâm vi diệu, cao chẳng cùng, sâu không chỗ tột. Mà hễ đạo lý càng sâu thì kinh điển lại càng khó diễn. Huống chi quyển sách này là giáo lý tối thượng đại thừa thật siêu thắng, ít có, khó gặp, sẽ mang lại cho con người những thực hành, chứ không phải lý thuyết suông. Cho nên càng đọc, càng gẫm, càng thực hành thì chúng ta sẽ thấy đầy tính cách từ bi vô ngại, rộng lớn bao la của tâm hồn lợi tha triệt để. Tâm kinh sẽ hướng dẫn mọi người đi đến mục đích cao cả, thoát hẳn muôn sự mê lầm đen tối của tâm hồn chấp trước, ích kỷ, nhỏ hẹp và hành vi khổ lụy. Vì thế, chúng tôi tha thiết mong sao chư quý độc giả cần xem và cần đọc cho được nhiều lần để suy xét cho tột cùng và tìm thấu để mang lại cảnh an vui tự tại cho mình trong đời sống này và niết bàn cho mai sau, thì mới thật là đọc kinh cầu lý. Bản nguyện của chúng tôi thì lớn nhưng năng lực còn có hạn, do đó cho dù chúng tôi đã cố gắng hết sức mình vẫn không sao tránh khỏi những thiện kiến sai lầm. Trông mong thập phương thiện tri thức phê bình giúp đỡ cho chúng tôi có cơ hội báo ơn tam bảo trong muôn một. Washington, mùa xuân năm Đinh Hợi 2007. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Lê Sĩ Minh Tùng. Đạo Phật là con đường để dẫn dắt chúng sinh đến chỗ giải thoát giác ngộ. Chính Đức Phật đã dạy rằng: ngã dĩ thành Phật, nhữ dương thành Phật. Tức là ta là Phật đã thành, còn chúng sinh là Phật sẽ thành. Lời Phật dạy là chân lý, ý Phật muốn nói là trong tất cả chúng ta, ai ai cũng đều có cái Phật tính thanh tịnh. Nhưng vì vô minh che lấp, cho nên cái Phật tính này bị lu mờ, làm cho con người luôn sống trong điên đảo, nên phải quay cuồng trong lục đạo luân hồi. Con người do vô minh mà sanh lòng tham dục. Vì thế, Phật dạy chúng sinh muốn đạt đến trình độ vô thượng chánh đẳng, chánh giác, tức là thành Phật, thì phải phá cho được hai chướng ngại, đó là lý chướng và sự chướng. Vô thượng chánh đẳng chánh giác từ phản kinh là Anuttara Samyak Sambodhi, mà Hán tự dịch là Anau Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề. Thứ nhất, lý chướng có nghĩa là vô minh. Chính cái vô minh này đã dẫn dắt con người từ chỗ mê lầm này đến sự đắm mê khác. Vô minh chẳng khác nào một màn mây đen hút làm che đậy ánh sáng của mặt trời. Cái thật thì con người cho là giả, còn cái giả thì lại tin là thật. Con người không thấy được chánh tri, chánh kiến
thì làm sao thấy được chân lý của nhân sinh vũ trụ. Chẳng hạn thuyết nhân quả là chân lý, có nghĩa là mình tạo nhân gì thì chính mình phải nhận lấy cái quả ấy. Thế mà nhiều Phật tử lại tin rằng cho dầu mình có tạo nghiệp gì đi nữa, mà nếu cầu nguyện trời Phật thì mọi chuyện cũng sẽ qua. Đây là tà kiến, cũng bởi vì vô minh mà ra. Nên nhớ rằng chính Đức Phật kiếp trước đã lỡ tạo ra khẩu nghiệp, mà đến khi thành Phật rồi cũng phải trả cái quả nghiệp này bằng cách phải ăn lúa mạch dành để nuôi ngựa đến 3 tháng mới xong. Tôn giả Mục Kiền Liên kiếp trước làm nghề chài lưới, giết hại quá nhiều chúng sanh, đến kiếp này mặc dù đã tu thành thánh mà còn phải trả cái nghiệp cũ bằng chính mạng sống của mình, thì không một ai có thể giải sao cúng hạn hay cầu an cầu siêu cho ta cả. Vô minh là vì không thấu hiểu chân lý mà dựa vào tà kiến để biến cuộc sống thêm điên đảo khổ đau. Chúng ta nên tư duy quán chiếu những chân lý của Phật thì vô minh từ từ tan biến. Đó là văn như tư và tư như tu vậy. Thứ hai, sự chướng, có nghĩa là phiền não. Con người vì lòng thương ghét, tánh tham tật đố, chạy theo lục dục thất tình mà tạo ra phiền não, rồi phải lăn lộn trong sanh tử luân hồi. Cái phiền não nó đeo đuổi con người từ kiếp này sang kiếp khác. Mỗi khi lục căn tiếp xúc với lục trần thì vọng tưởng dấy lên, và ái dục chính là cội nguồn tạo ra phiền não. Ái là nhân mà dục chính là quả của nó. Ái là thích, còn dục là muốn chiếm hữu. Do đó, cái ái mà không phá được thì không bao giờ có thể thoát ra khỏi lục đạo luân hồi. Trong kinh Pháp Cú, Đức Phật có dạy rằng đốn cây mà không đào gốc thì nhánh nảy xanh hoài. Vì thế, nếu ái dục không trừ dứt thì khổ não sẽ theo ta mãi mãi. Thật vậy, con người bắt đầu từ cái thích mới dẫn đến cái muốn, hay nói một cách khác là từ si dẫn đến tham để tạo khổ cho mình và cho người. Cho nên kinh Phật mới có câu tùng tham dục khởi là vậy. Như khi ta thấy một chiếc xe mới thật đẹp, một cái nhà thật sang hay một cái tivi plasma hạng bự làm cho chúng ta thích thú. Đây chính là ái. Bởi quá thích cho nên chúng ta muốn chiếm hữu những cái đó. Vậy muốn có nghĩa là dục và là động lực chính để tạo ra nghiệp khổ cho con người. Còn chính bản thân của chúng ta cũng vậy. Hễ có thân là có ái. Bởi vì ái thân có nghĩa là yêu thân, được ăn ngon, được mặc đẹp. Và tệ hại hơn nữa, chúng ta còn tranh công đoạt chức cho thân được hãnh diện. Vì vậy, ái chính là cội gốc của luân hồi. Vậy tiến trình từ phàm phu đến A-la-hán, duyên giác, Bồ Tát và Phật như thế nào? Thứ nhất, phàm phu. Nếu chúng ta không phá nổi vô minh và không đoạn trừ được phiền não, có nghĩa là không giải được lý chướng và sự chướng, thì vĩnh viễn sẽ làm kiếp chúng sinh. Đời này qua rồi đời khác đến, trôi nổi mãi mãi trong lục đạo luân hồi. Thứ hai, A-la-hán hay hàng duyên giác. Nếu chúng ta từ bỏ được tham dục, có nghĩa là đoạn tất cả mọi phiền não, thì sự chướng không còn. Đến đây, tất cả kiến hoặc và tư hoặc, ngay cả vi tế hoặc cũng không còn trong quý vị nữa, thì chứng được quả vị A-la-hán hay Bích Chi Phật của hàng duyên giác. Thanh văn là nhiều người cùng tu với nhau và họ dùng chân lý tứ diệu đế để trừ phiền não mà đạt được niết bàn. Còn duyên giác là người tu hành đơn độc, có khi nơi rừng cao núi thẳm hoặc chốn thanh tịnh nào, khi thấy cảnh lá rụng, cây héo lá vàng mà nghĩ đến thân họ cũng vô thường như vậy, nên phát tâm tu luyện. Họ dùng chân lý thập nhị nhân duyên làm căn bản tu hành để trừ phiền não. Họ nhận thấy rằng khi đủ nhân duyên thì thân này do đất nước gió lửa tạo thành, đến khi hết duyên thì thân sẽ tan rã. Vì chán thân vô thường như thế cho nên họ quyết tâm tu hành cho không còn ái dục và đoạn được mọi phiền não để trở thành Bích Chi Phật. Thứ ba, Bồ Tát. Trong chúng ta có hai tướng,
đó là tướng sanh diệt và tướng bất sanh diệt. Tướng sanh diệt gọi là tướng thân sanh tử, và tướng bất sanh diệt chính là pháp thân của chúng ta. Các vị A-la-hán hay Bích Chi Phật chỉ thấy được tướng thân sanh tử mà không thấy được pháp thân của họ. Vì thấy được tướng sanh diệt là đáng chán, đáng ghét, không mến, không yêu, và chính là cội nguồn của đau khổ, cho nên họ dứt được sự chướng. Họ dứt được sự chướng mà không thấy được pháp thân, cho nên lý chướng vẫn còn. Riêng hàng Bồ Tát, họ chẳng những đoạt được mọi phiền não mà họ còn thấy được một phần pháp thân của họ, có nghĩa là họ phá được một phần vô minh. Do đó, nếu chúng ta thấy được một phần pháp thân của mình thì thành Bồ Tát. Càng phá được nhiều vô minh, họ càng chứng được quả vị cao của Bồ Tát. Thứ tư, Phật. Người nào đoạn được hoàn toàn sự chướng và lý chướng, có nghĩa là họ không còn phiền não, vô minh và tâm thường trụ Niết Bàn, thì người đó là Phật. Phật Pháp thì cao siêu và vượt ra ngoài ngôn từ và suy nghĩ, nhưng vì trình độ của chúng sinh có sai khác nên có các quả thánh hiền sai khác, chứ không phải Phật Pháp có sai khác. Ví dụ như ba con thú qua sông, con sông là Phật Pháp, không cạn, không sâu. Con dê nhỏ thì lội ngập đầu, ví như hàng tiểu thừa. Con nai lớn hơn thì lội ngập cổ, ví như hàng trung thừa, duyên giác. Còn con voi thì lội ngập ống chân, ví như hạng đại thừa. Như thế, tùy theo khả năng đoạn trừ phiền não và vô minh của chúng sinh mà Phật giáo được chia làm ngũ thừa: nhân thừa, thiên thừa, tiểu thừa, duyên giác và cuối cùng là đại thừa, tức là Bồ Tát hay Phật. Tuy nói là ngũ thừa, nhưng đây chỉ là phương tiện để chúng sinh dựa theo đó làm nền tảng tu hành mà thôi. Thứ nhất, nhân thừa. Dựa theo Phật giáo, chúng sinh chỉ cần thọ tam quy và trì ngũ giới thì bảo đảm sẽ trở lại làm người. Nhưng vì còn nằm trong tam giới nên con người lúc nào cũng bị lửa phiền não thiêu đốt và mây vô minh che lấp, nên đau khổ gắn liền với con người triền miên mãi mãi. Đối với họ, hạnh phúc nhất thời tạm bợ chỉ là những dục lạc của thế gian, tuy bên ngoài được che lấp bằng những màu sắc rực rỡ huy hoàng, nhưng thực ra bên trong chất chứa toàn đau khổ, tang thương. Thứ hai, thiên thừa. Nếu chúng sinh thấy rằng dục lạc của thế gian không bền chắc, đáng chán và là cội nguồn tạo ra nghiệp để chịu quả khổ về sau, nên họ bỏ ác làm thiện. Chỉ cần tu theo thập thiện sẽ được sanh lên cõi trời để hưởng phước lạc. Tuy thọ mạng ở cõi trời rất dài, nhưng nó vẫn còn nằm trong lục đạo luân hồi. Vì thế, nếu hưởng quá nhiều phước lạc, sanh ra mê, thì dễ dàng bị đọa. Trong kinh Đại Bát Niết Bàn kể rằng, có một vị vua chuyển luân thánh vương tên là Đảnh Xanh. Vì nhà vua có đủ phước đức nên muốn gì được nấy. Một ngày đó, ông nguyện rằng, nếu như tôi thật là chuyển luân thánh vương, thì cho mưa 7 ngày 7 đêm toàn là vàng bạc châu báu để dân chúng của tôi được sung túc giàu sang. Thế là trời mưa làm dân ông giàu có. Thấy lời nguyện đầu thành công, ông liền ước chinh phục các nước liên bang. Rồi ông cũng tọa nguyện, những nước láng giềng tất cả đều quy hàng ông. Sau đó, ông nguyện được lên chơi cõi trời Đế Thích. Lúc ấy, trời Đế Thích đang ngồi trong pháp đường nói chuyện với quần chúng. Thấy ông lên, liền nhường nửa tòa cho ông ngồi. Thấy cõi trời Đế Thích đẹp quá, ông liền nguyện rằng, ngồi nửa tòa thì rất thích nhưng chưa hoàn toàn thỏa chí, chi bằng xô ông Đế Thích này xuống để chiếm toàn tòa nhà thì sẽ sung sướng biết bao. Niệm xấu vừa xuất hiện xong, ông liền bị rớt ngã xuống cung điện của ông ở cõi Ta Bà. Sau đó, trước khi ông hấp hối sắp chết, quần thần hỏi rằng, bệ hạ có điều gì chăn trối không? Ông buồn bã đáp lại, ta chỉ có một điều cuối cùng muốn nói là vua Đảnh Xanh vì lòng tham vô đáy nên mới bị cái họa như ngày nay. Khi nói về cõi trời, kinh Phật có câu:
cập thích đề hoàn nhân đẳng, vô lượng chi thiên đại chúng câu. Có nghĩa là ngoài vua trời Đế Thích, thì trên cõi thiên có rất nhiều cõi trời khác. Ngoài cung trời Đạo Lợi mà ngày xưa Đức Phật lên đó để thuyết pháp cho Hoàng hậu Ma Gia, còn có bốn cõi dục giới là Dạ Ma, Đầu Suốt, Hóa Lạc và Tha Hóa, cộng thêm 18 cõi trời sắc giới và bốn cõi vô sắc giới. Như vậy, có tất cả 26 cõi trời, bắt đầu từ hai cõi trời dục giới ở núi Tu Di và 26 cõi trời ở trên hư không. Hiện nay Bồ Tát Di Lặc hiện đang ở trên cõi trời Đầu Suốt. Thứ ba, tiểu thừa. Khi đã đoạn được mọi phiền não để tâm hoàn toàn thanh tịnh thì đạt đến cảnh của tiểu thừa. Các vị A-la-hán đã đoạn trừ xong cái mầm sanh tử nên thoát ra khỏi tam giới và vĩnh viễn không bị chi phối trong lục đạo luân hồi. Trong kinh Pháp Bảo Đàn, Lục Tổ Huệ Năng có dạy rằng người tu phải biết phản quan tự kỷ, tức là phải nhìn lại mình. Đây là chủ yếu của Đạo Phật, có nghĩa là tu phải phát khởi từ tâm của mỗi con người để đạt được tâm thanh tịnh. Bởi vì nếu tâm không thanh tịnh thì vô minh, vọng tưởng sẽ dấy lên. Do đó, trong kinh Lăng Nghiêm, Phật lại dạy rằng chân như bất thổ tự tánh, hốt nhiên bất niệm, vô minh khởi. Có nghĩa là chân như hay chân tâm mà không giữ tự tánh, nó sẽ sanh ra vô minh. Khi đã chứng quả A-la-hán, thì kinh Phật dạy rằng giai thị đại A-la-hán, chúng sở tri thức. Có nghĩa là những bậc A-la-hán có đủ những đức tính như sau. Ứng cúng. Ứng cúng có nghĩa là viễn ly, xa lìa phiền não, để đem lại an lạc cho mình và độ cho người. Còn cúng là thọ dụng sự cúng dường. Nói cách khác là khi chứng được quả A-la-hán, họ đem đạo lý và trí tuệ đã chứng minh mà cung cấp cúng dường cho tất cả mọi người. Đây là quả khất sĩ. Sát tặc có nghĩa là giết hết giặc phiền não. Đây là quả phá ác. Vô minh có nghĩa là không còn sinh tử nữa, họ thật sự đã thoát ra khỏi tam giới. Đây là quả bố ma. Ngoài ra quả A-la-hán là quả thứ tư của hàng thanh văn, đó là Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A-na Hàm và cuối cùng là A-la-hán. Thanh văn có nghĩa là nghe tiếng thuyết pháp của Phật rồi từ đó tư duy quán chiếu tu tập mà thành đạo. Thứ tư, trung thừa hay hàng duyên giác. Khi các vị Bích Chi Phật đã tu luyện theo pháp thập nhị nhân duyên để lìa xa được phiền não và tâm hoàn toàn thanh tịnh thì họ trở thành Bích Chi Phật. Còn các ngài trong hàng thanh văn thấy khổ đế và tập đế là mầm của đau khổ nên dùng đạo đế để tiêu trừ nó mà đạt được niết bàn, tức là diệt đế, dứt được sanh tử để đạt được niết bàn. Có nghĩa là các ngài chỉ mới trừ được sự chướng, tức là dứt phiền não mà thôi. Thứ năm, đại thừa. Nếu đoạn được lý chướng và sự chướng thì vào được cảnh giới của Bồ Tát. Bồ Tát cũng được gọi là từng phần giác, có nghĩa là nếu họ phá được một phần vô minh thì chính họ đã giác ngộ một phần pháp thân. Họ phải trải qua 55 quả vị của Bồ Tát, bắt đầu từ thập tín, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, tứ gia hạnh, thập địa và sau cùng chứng quả đẳng giác, tức là Phật. Khi Bồ Tát đoạn được hoàn toàn sự chướng và lý chướng, có nghĩa là họ đã đoạn được mọi phiền não và phá tất cả mọi vô minh, thì họ vào được viên giác vi diệu của Như Lai, có đầy đủ Bồ Đề và Niết Bàn, tức là Phật. Phật được gọi là giác giả và có ba thân là pháp thân, báo thân và ứng thân. Pháp thân chính là tự tánh thân và là pháp giới chân tịnh của các đức Như Lai lan tỏa trong khắp cả không gian, làm sở y bình đẳng cho báo thân và ứng thân. Pháp thân là thể tánh thanh tịnh có đầy đủ công đức, Phật tánh bình đẳng của tất cả các pháp. Thọ mệnh của pháp thân không có lúc bắt đầu, tức là vô thỉ, và không có lúc cùng tận,
tức là vô chung. Đại Nhật Như Lai hay Tỳ Lô Giá Na chính là pháp thân của Phật. Do đó, chư Phật ngày nay thường trụ trong tâm của tất cả chúng sinh và hiện hữu vĩnh hằng ở khắp mọi nơi, chính là pháp thân Tỳ Lô Giá Na mà thôi. Vì thế, nếu chúng sinh cảm nhận pháp thân Phật, thì ở đâu cũng có Phật, và bất cứ lúc nào cũng có Phật trong tâm của chúng ta. Rất nhiều người lầm tưởng rằng chỉ có trong chùa hay trên bàn thờ mới có Phật. Tượng Phật chỉ là một ứng thân của Phật để độ cho chúng sinh. 2.500 năm về trước mà chúng ta thờ phượng là để kính trọng Đức Thế Tôn, là vị thầy cao cả đã dùng chánh pháp để dìu dắt chúng sanh sang bờ giác ngộ. Ngày nay, trong không gian vô tận và thế giới vô biên, chỉ có pháp thân Tỳ Lô Giá Na của Phật mà thôi. Báo thân hay thọ dụng thân là thân của các Như Lai do thành tựu công đức tu hành trải qua ba đại kiếp mà được. Ứng thân hay biến hóa thân là thân chư Phật do trí thành sở tác mà biến hóa ra thành vô lượng thân. Ứng theo các cơ của chúng sinh mà hóa độ, chẳng hạn như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là ứng thân của Phật trong cõi ta bà này. Trong mỗi vị Phật phải có tất cả 10 trí lực của Như Lai, đó là Như Lai, ứng cúng, chánh biến chi, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự, trưởng phu, thiên nhân sư, thế tôn và Phật. Như Lai, Itippi, Sobhagava là bản thể của tự tánh cùng khắp không gian. Bất khứ bất lai và đúng như bổn lai nên gọi là Như Lai. Tự thể pháp thân chẳng động, chẳng rời là Như. Chí quang chiếu khắp bi tâm độ xanh là Lai. Toàn thể như như bất động, tùy duyên đến hóa độ trong muôn loài. Đến trong muôn loài mà vẫn như như bất động nên gọi là Như Lai. Ứng cúng, A-ra-ham, pháp thế gian đều gọi là oan gia, cho nên Đức Như Lai ứng hiện dùng trí tuệ để phá hoại bốn thứ ma nên gọi là ứng. Ứng là xa lìa phiền não. Chư Phật vì chúng sinh mà thọ những khổ não nhưng mà thường vui nên gọi là ứng. Sau cùng, ứng cúng là xứng đáng hưởng sự cúng dường của người và trời cùng hiền thánh. Chánh biến chi, Sammasambuddho là cái biết cùng khắp không gian và thời gian chẳng có năng sở đối đãi, tức là cái biết bản thể Phật tánh. Nếu cái biết bản thể Phật tánh cùng khắp thời gian thì chẳng sanh diệt nên gọi là Niết Bàn, còn khắp không gian thì chẳng khứ lai nên gọi là Như Lai. Nói cách khác, chánh biến chi là trí Phật thấu biết tất cả hoàn toàn như thật. Minh hạnh túc Vijikarana Sampanno là trí tuệ và công hạnh viên mãn, tức là người đã hoàn mãn trí tuệ và công hạnh tu tập. Thiện thệ Sugato là người hoàn tất việc của mình một cách thiện hảo, tức là tự giác và cũng là người đã làm xong tất cả mọi việc từ giác tha đến giác hạnh viên mãn đến thế gian độ sanh mà không bị thế gian làm ô nhiễm. Thế gian giải Lokavidu là trí hiểu biết thông suốt cả mọi sự vật trong thế gian và suốt thế gian. Vô thượng sĩ Anuttaro là không có một người nào cao cả hơn Ngài về những đức tính đặc biệt, cũng không có ai sánh bằng Ngài. Nói cách khác, vô thượng sĩ là không ai trên nữa. Điều ngự trượng phu Puridoma Sarathi có đủ những tài năng khôn khéo điều khiển và ngự phục mọi loài chúng sinh vào con đường thiện. Vì thế, điều ngự trượng phu là đấng có đầy đủ đức tướng tài năng để điều hòa những chúng sinh nhu thuận và ngự phục những chúng sinh can cường. Thiên nhân sư Satha Devamanu Sanam là đấng đạo sư của tất cả trời và người. Thế tôn Bhagavati là đấng được thế gian tôn trọng. Phật Buddha là bậc hoàn toàn giác ngộ hay còn được gọi là giác giả.
Đức Phật có đủ 10 đức hiệu ở trên và là đấng tôn quý cao thượng nhất trong thế gian và suốt thế gian. Vô thượng, chánh đẳng, chánh giác là chỗ giác ngộ của Phật không còn ai hơn nữa nên gọi là vô thượng. Xa lìa tà vọng thì gọi là chánh, và ngộ được chân lý nên gọi là giác. Phát tâm vô thượng, chánh đẳng, chánh giác là phát tâm mong cầu có trí giác vô thượng, quả Phật cứu cánh. Dựa theo pháp quán này, chúng ta phải hiểu rằng trong con người của Đức Phật không có con người khổ hạnh, cũng không có con người hiền, thiện, già, nua để phải chịu quay cuồng trong lẽ vô thường của tạo hóa. Đó là thành, trụ, hoại, không. Không những thế, mà Đức Phật cũng không phải là Ngài Cù Đàm. Một con người không phải là một người duy lý, và dĩ nhiên cũng không phải là một xuất thân của vị thiên chủ đã chứng đắc Niết Bàn. Mà thật ra, Đức Phật chính là sự tổng thể của tất cả những đức tính vi diệu trên, cũng như một giọt nước cam không thể nào là toàn thể những gì chứa trong trái cam chưa bóc vỏ. Phật Nhiên Đăng Dipankara là vị Phật đã thọ ký cho Đức Thích Ca, khi đó chỉ là một nhà tu khổ hạnh trẻ tuổi có tên là Thiên Tuệ Sumedha, sau này sẽ trở thành Phật với danh hiệu là Thích Ca Mâu Ni. Một ngày nọ, Phật Nhiên Đăng hiện ra thân tướng một tỳ kheo già đi từ xa đến, và trên đường đi Ngài thấy có một vũng lầy chắn ngang. Lúc đó Đức Thích Ca đang hành Bồ Tát đạo và phát tâm giúp đỡ mọi chúng sinh, nên khi thấy vị tỳ kheo già không đi qua vũng lầy được, bèn lấy thân nằm ngay chỗ có bùn nước lót đường cho vị tỳ kheo già đi qua. Tuy nhiên phía trước vẫn còn một đoạn nữa mà thân của tỳ kheo Thiên Tuệ chưa đủ để che kín, nên Ngài bèn lấy tóc xỏa ra và đắp vào chỗ có nước và bùn, rồi sau đó mới mời vị tỳ kheo già bước qua. Vị tỳ kheo già nể lòng mà bước qua. Lúc ấy tỳ kheo Thiên Tuệ tu khổ hạnh đầu đà nên không cắt tóc. Sau khi bước lên mình tỳ kheo Thiên Tuệ, Phật Nhiên Đăng bèn lấy tay xoa đầu Đức Thích Ca và nói rằng: ông cũng như vậy, tôi cũng như vậy, ông ở đời sau sẽ thành Phật, hiệu là Thích Ca Mâu Ni. Nếu tính từ cổ Phật Thích Ca tới Bảo Tích Như Lai thì trong thời gian này có tất cả 75.000 vị Phật và được gọi là A Tăng Kỳ kiếp thứ nhất. Từ Bảo Tích Như Lai đến Nhiên Đăng Như Lai có 76.000 vị Phật và khoảng thời gian này gọi là A Tăng Kỳ kiếp thứ hai. Từ Nhiên Đăng Như Lai đến Thánh Quan Như Lai có 77.000 vị Phật và khoảng thời gian này gọi là A Tăng Kỳ kiếp thứ ba. Chính Đức Thích Ca đã tu trong ba đại kiếp A Tăng Kỳ mới thành Phật. Con người bị lửa phiền não thiêu đốt và mây vô minh che lấp, cho nên phải lặn hụp trong triền miên đau khổ. Chân lý của Đức Phật chính là nước cam lồ để dập tắt tất cả lửa phiền não, và cũng chính là vầng hào quang sáng chói để xé tan đám mây vô minh hắc ám ở trong tâm khảm của chúng ta. Phật Pháp sẽ dẫn dắt chúng sinh ra khỏi biển phiền não trầm luôn, để biến cuộc đời đau khổ này thành cảnh an vui tự tại. Một khi phiền não không còn dính liền với con người thì Niết Bàn sẽ xuất hiện. Và đây chính thật là cõi cực lạc trong trần thế vậy. Thật vậy, có giải thoát mới đến được chỗ giác ngộ. Thế thì nếu con người muốn giải thoát ra khỏi tam giới hay lục đạo luân hồi để không còn vướng bận trong vòng sinh tử, thì họ phải giải thoát hoàn toàn ra khỏi mọi hệ lụy của phiền não khổ đau. Nhưng tại sao con người có phiền não khổ đau? Phiền não khổ đau đã gắn liền với chúng ta từ lúc con người có mặt trên thế gian này. Hễ có nhân loại là có khổ đau. Không phải Đức Phật Thích Ca là người đã tạo ra thế gian này, và dĩ nhiên Ngài cũng không phải là người đầu tiên nhận biết đời là biển khổ, nhưng chính Đức Phật là người đầu tiên đã khai thị tại sao con người dính liền với phiền não khổ đau. Đức Phật đã thấy biết sự vận chuyển tuần hoàn của nhân sinh, vũ trụ, và đây chính là cứu cánh của chân lý tối thượng để đưa con người từ bờ mê đến bến giác. Toàn bộ chân lý của Đức Phật
không ngoài mục đích hướng dẫn con người đi đúng với sự vận chuyển của nhân sinh vũ trụ mà thôi. Cái mà Ngài gọi là tùy thuận chân lý. Do đó, nếu chúng sinh sống tùy thuận với chân lý thì sẽ không còn đau khổ. Ngược lại, nếu con người bị vô minh che lấp và sống ngược lại sự sinh tồn của vũ trụ thì phiền não khổ đau chắc chắn sẽ đeo mang. Vậy thế nào là tùy thuận chân lý? Đã là con người thì không một ai thoát khỏi cảnh sinh, lão, bệnh, tử. Có ai trẻ mãi mà không già? Hoặc có người nào sống đời mà không chết? Như thế thì nếu chúng ta biết con người sanh ra rồi phải lớn lên, mà hễ có thân là có bệnh, cuối cùng già nua rồi cũng phải chết. Một khi chúng ta hiểu thấu và không phàn nàn mỗi khi có bệnh, không phàn nàn hay đau khổ khi thấy mình mỗi ngày một già đi, và không sợ hãi hay đau khổ khi sắp chết, thì chúng ta đang sống tùy thuận chân lý vậy. Chẳng hạn như có người chèo thuyền ngược dòng sông. Dĩ nhiên, người đó phải vất vả khổ nhọc. Còn người chèo thuyền xuôi theo dòng nước thì nhẹ nhàng thanh thoát. Tùy theo dòng nước thì an vui, còn ngược chiều nước thì cực nhọc khổ đau. Cuộc sống con người cũng thế. Đã biết đời là vô thường, tâm là vô ngã, mà cứ nhắm mắt chạy theo dục vọng để chuốc lấy khổ đau. Còn kẻ thấu hiểu lý không thì họ luôn sống trong an vui tự tại. Triết lý của Đức Phật được chia làm hai phần là thế gian và xuất thế gian. Thứ nhất, pháp thế gian, còn được gọi là pháp sinh diệt hay pháp hữu vi. Pháp thế gian gồm có vô thường, đau khổ tức là vô lạc, vô ngã và bất tịnh tức là vô tịnh. Thứ hai, pháp xuất thế gian, còn được gọi là pháp bất sinh diệt hay pháp vô vi. Đó là thường, lạc, ngã, tịnh, hoặc là chân thường, chân lạc, chân ngã và chân tịnh. Pháp thế gian. Theo Phật giáo thì sự cấu tạo và sinh tồn của tất cả vạn hữu trong vũ trụ là do tự kỷ nhân quả mà thành, chứ không phải là do một đấng thiêng liêng nào tạo ra hay là do một phép mầu nhiệm nào kết cấu cả. Cái quả hiện tại là do cái nhân ở đời trước chuyển đến, và cái nhân ở đời trước là do cái quả ở những đời trước nữa. Tiến trình này tiếp tục và cứ tiếp tục đi ngược trở lên mãi. Nhân này, quả nọ, không cùng không tận. Do đó, vũ trụ đối với Phật giáo không có cái ban đầu, tức là vô thỉ. Trong kinh Samyutta, Phật dạy rằng không thể lường được đâu là khởi thủy của vòng luân hồi, và từ đâu chúng sanh bắt đầu kiếp sống. Có điều chắc chắn là họ đã bị trầm luân sinh tử vì vô minh và ái dục. Con người có thói quen là dựa theo sự nhận xét giới hạn của mình mà khẳng định là cái gì trên thế gian này cũng có sự bắt đầu. Chẳng hạn như khi thấy một chén cơm trên bàn, họ nghĩ rằng cơm do gạo và nước tạo thành. Thế thì gạo và nước là cái bắt đầu. Nhưng họ quên rằng trước khi có gạo thì phải gieo lúa, bón phân. Và trước khi gieo lúa thì cần phải có hạt giống. Tiến trình này nối tiếp mãi không ngừng. Do đó, có cái nào là bắt đầu đâu. Cái mà họ nghĩ là bắt đầu thì chỉ là cái quả của vô số nhân từ trước tạo thành. Cũng như con gà và trứng gà thì cái nào là cái có trước. Một nguyên nhân khác làm cho con người tin rằng vạn pháp trong vũ trụ có một sự bắt đầu là do họ có ý niệm sai lầm về quan niệm có và không. Chẳng hạn như gần nhà, chúng ta có một lô đất trống. Khoảng 6-7 tháng sau, có người cất lên đó một căn nhà nguy nga tráng lệ. Thấy thế, họ lý luận rằng trước kia đất hoang là không, bây giờ xây nhà trên đó là có. Hay là trước không, sau có, thì cái có bao giờ cũng đi sau cái không. Thế thì cái bắt đầu là cái không. Nhưng mảnh đất không đâu phải là không có, vì nó không có nhà chứ không phải là không. Nếu là không thì làm sao mà xây nhà trên đó được. Khi có nhà thì chưa chắc là có,
bởi vì cái nhà chính nó không có tự tánh, nên mặc dầu là có nhưng thực chất của nó chính là không. Bởi vì nếu đem phân tách gạch, ngói, cây, gỗ thì cái nhà đâu còn, chứ không phải đợi đến khi cái nhà mục nát mới gọi là không. Vì vậy, từ cái không thành ra cái có, và cũng từ cái có trở lại với cái không. Vậy cái nào là cái bắt đầu? Vì thế, khi Đức Phật thuyết về luật nhân quả, là Ngài muốn nói đến sự biến hóa vô cùng vô tận của vũ trụ, dựa theo yếu tố thời gian. Bởi vì một khi chúng ta gieo nhân, thì cái quả chắc chắn sẽ xuất hiện. Vấn đề là, cái quả xảy ra sớm hay chậm mà thôi. Vì thế, cổ nhân có câu, thiện ác đáo đầu, chung hữu báo, chỉ tranh lai táo, giữ lai chỉ. Có nghĩa là việc lành hay việc dữ đều có quả báo, chỉ khác nhau là đến sớm hay đến muộn mà thôi. Trong phần tứ diệu đế, chúng ta thấy khổ đế là quả mà nhân của nó chính là tập đế. Chính tư hoặc và kiến hoặc là những cái gốc gây ra bao sự phiền não khổ đau cho con người để phải chịu sinh tử luân hồi. Còn diệt đế, tức là niết bàn, là quả, và đạo đế chính là nhân của chiều giải thoát. Nhưng chân lý tứ diệu đế là pháp hữu vi, có nghĩa là pháp sinh diệt, thì chính nó không phải là liễu nghĩa kinh. Vì thế, người tu theo pháp tứ diệu đế không bao giờ thành Phật được, mà chỉ đạt quả vị tối đa là A-la-hán. A-la-hán là chỉ đoạn được phiền não trong tâm mà thôi, mà đoạn phiền não tức là chứng được Niết Bàn. Do đó, Niết Bàn là liễu nhân chứ không phải là tác nhân. Có nghĩa là Niết Bàn tự nó hiển hiện trong tâm, tức là pháp vô vi, chứ không phải do chúng ta tạo tác, tức là pháp hữu vi. Thế thì tại sao chúng ta tu theo pháp hữu vi, tức là tu theo tứ diệu đế, mà kết quả lại nằm trong pháp vô vi, tức là Niết Bàn? Nói cách khác, nhân là hữu vi, mà quả lại là vô vi. Mặc dù chúng ta dựa theo 37 phẩm của phần đạo đế để tu tập, tức là chúng ta dựa theo pháp hữu vi để quán chiếu sự hư huyễn của vũ trụ, nhưng nhờ công phu tu luyện từ trong nội tâm, Niết Bàn mới xuất hiện. Thế thì khi chứng hay cảm nhận sự thanh tịnh của tự tánh chính là pháp vô vi. Vì là vô vi nên Niết Bàn không có hình tướng, màu sắc, trọng lượng và kích thước. Đây chính là cái quả của sự thanh tịnh giác ngộ mà cá nhân là đạo đế. Do đó, nếu chúng ta biết diệt trừ tham sân si, ái dục để tâm được thanh tịnh, thì đâu đâu cũng có Niết Bàn, và lúc nào cũng có được Niết Bàn. Nhưng nếu chúng ta thấy được cái quả là pháp hữu vi, thế thì cái gì là cái nhân của nó? Chẳng hạn như khi ngắm một đóa hoa vừa thơm vừa đẹp, chúng ta tự hỏi đóa hoa này từ đâu mà có. Thấy đóa hoa tức là pháp hữu vi, nhưng đóa hoa có được là do hiện tượng duyên sanh của bản thể chân như tạo thành. Bản thể chân như là bản thể không sanh, không duyệt, không dơ, không sạch, không tăng, không giảm của vạn pháp trong vũ trụ này. Như vậy, bản thể chân như chính là cái không, và cũng chính cái không lại sinh ra tất cả, tức là cái có. Vì nhận thức được sự hư giá của pháp hữu vi, nên cổ nhân có bài kệ rằng: nhất thiết hữu vi pháp, như mộng, huyễn, bào, ảnh, như lộ diệt, như điện, ưng tác, như thị quán. Dịch là: tất cả pháp hữu vi, như mộng, như huyễn, như bọt, như bóng, như xương, như điện chớp, nên quán tưởng như thế. Chữ tất cả tức là nhất thiết thì bao gồm cả trời, người, thần, súc sanh, ngạ quỷ và địa ngục, ngũ uẩn, sắc, thọ, tưởng, hành, thức là pháp hữu vi. Thân tứ đại tức là đất, nước, gió, lửa là pháp hữu vi. Sáu căn là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý là pháp hữu vi. Sáu trần là sắc, thanh, hương, vị, xúc,
pháp, hữu vi. Nói chung, tất cả những gì chúng ta nhận biết được qua ngũ quan đều là pháp hữu vi cả. Mộng là cõi mơ. Đời người là mộng vì chúng ta đang ở trong cảnh mộng mà nằm mơ, đến khi tỉnh lại thì không nhớ được gì. Tại sao vậy? Bởi vì chúng ta vừa ra khỏi cảnh mộng của kiếp quá khứ, lại tức khắc đi vào cõi mộng của kiếp này, cho nên chuyện gì trong quá khứ cũng không nhớ ra được. Huyễn là hư huyễn, là không thật, là ảo vọng. Nếu chúng ta thấu hiểu Phật Pháp thì biết rằng tất cả vật thể trong cái thế giới này đều là hư ảo, không thật, bởi vì tất cả chỉ là do nhân duyên hòa hợp mà có. Bọt thì hư ảo chẳng thật, còn bóng tức là ảnh của một hình tướng cũng như bóng người to nhỏ thì tùy theo thân người. Vì có hình mới có bóng, cho nên hình là thật và bóng là hư giả. Buổi sáng sớm vào lúc thức dậy, chúng ta thấy trên cỏ còn đọng lại những giọt sương. Khi mặt trời ló dạng, ánh nắng chiếu xuống thì giọt sương tan không còn nữa. Và điện chớp là hiện tượng thoáng qua, bất thường. Do đó, khi quán theo như thế thì chúng ta sẽ thấy biển rộng trời cao và tâm lượng của chúng ta biến thành bao la rộng lớn. Không còn gì ràng buộc và không có gì làm trở ngại, bởi vì tất cả mọi sự vật chỉ là như mộng, huyễn, như bọt sóng, như sương, như điện chớp mà thôi. Tuy pháp hữu vi là giả, nhưng con người lúc nào cũng tin là thật, là chắc chắn bền lâu, cũng tại vì cái chấp mà ra. Ngày xưa lúc tổ thứ 5 của Thiền Trung Hoa là Hoàng Nhẫn vào năm 602 đến 675. Vì tuổi đã già, muốn tìm người để truyền tổ vị, có vị cư sĩ Lư Huệ Năng từ phương Nam đến yết kiến. Ngũ tổ hỏi: "Ngươi muốn cầu việc gì?" Huệ Năng thưa: "Đệ tử chỉ Phật." Tổ hỏi: "Người phương Nam không có Phật tánh thì làm sao thành Phật được?" Huệ Năng thưa: "Người thì có Nam, có Bắc, Phật tánh há có Nam, có Bắc sao?" Trong số hơn 700 đệ tử, Thượng tọa Thần Tú là đệ tử giỏi nhất, nên sau khi nghe ý của tổ muốn truyền vị, bèn làm một bài kệ như sau: "Thân thị Bồ Đề Thọ, tâm như minh cảnh đài, thời thời thường phất thức, vật sử nhạ trần ai." Dịch là: "Thân là cội Bồ Đề," tức là chấp có tướng. "Tâm như đài gương sáng," tức là chấp có tướng. "Luôn luôn phải lau chùi," tức là chấp có tu. "Chớ để dính bụi trần," tức là chấp có chứng. Vì mỗi câu đều có chấp, chứng tỏ Ngài Thần Tú chưa ngộ được tính không của Kim Cang Bát Nhã, nên bị Tổ Hoàng Nhẫn chê là còn đứng ngoài hàng rào. Trong khi Lư Huệ Năng làm bài kệ đối lại như sau: "Bồ đề bổn vô thọ, tâm phi minh cảnh đài, bổn lai vô nhất vật, hà xứ nhạ trần ai." Dịch là: "Bồ đề không phải cây," tức là không chấp có tướng. "Chân tâm không phải đài," tức là không chấp có tướng. "Xưa nay không một vật," tức là không chấp mình tu. "Chỗ nào dính bụi trần," tức là không chấp mình chứng quả. Do chỗ đã ngộ được lý không, trong kinh Kim Cang Bát Nhã, để phá trừ chấp ngã và chấp pháp mà Ngài Huệ Năng trở thành lục tổ và cũng là vị tổ sau cùng của Phật giáo Trung Quốc. Vì có chấp, cho dù đó là chấp có hay chấp không cũng đều là vọng chấp, nên không thể chứng được đạo Bồ Đề. Bởi thế Đức Phật có dạy rằng: "Nhược nhân dục thức Phật cảnh giới, đương tịnh kỳ ý như hư không." Được dịch là: "Nếu người muốn biết cảnh giới Phật, tâm phải thanh tịnh như hư không." Trong thế giới hiện nay, chúng ta thấy luật nhân quả hiện hiện khắp mọi nơi. Con người gây ra ác nghiệp bây giờ không cần phải đợi qua đến kiếp sau mới thấy cái quả, mà nó xảy ra liền trước mắt của họ trong chính cuộc đời này. Cái quả báo nhãn tiền này, nhà Phật gọi là hiện báo nghiệp. Thêm nữa, luật nhân quả đối với nhân sinh vũ trụ đều thuộc về pháp hữu vi, cho nên tất cả đều bị chi phối bởi thời gian,
tức là thành, chủ, hoại, không của thế gian. Có nghĩa là cái có, rồi nó sẽ trở về với cái không. Thí dụ, cung thành Ca Tỳ La Vệ ngày xưa rực rỡ bao nhiêu, mà trải qua mới mấy ngàn năm, bây giờ chỉ còn lại vài cục gạch bể mà thôi. Khi vua Lý Công Uẩn xây dựng thành Thăng Long, tức Hà Nội bây giờ, cách nay khoảng 1.000 năm, mà gần đây các nhà khảo cổ đã đào được một khu làng đã bị chôn sâu vào lòng đất. Thế thì thành, chủ, hoại, không nói lên được tánh vô thường của vạn pháp. Thật vậy, trên đời này không có gì là vĩnh viễn trường cửu cả. Như ngày xưa Đình Trưởng đã nói với Sở Bá Vương lần cuối cùng ở bến Ô Giang là: mảnh trăng mới khuyết chưa tròn, tay không hạng võ lại hoàn tay không. Nếu nói luật nhân quả dựa trên yếu tố thời gian, thì Đức Phật đưa ra lý nhân duyên dựa trên yếu tố không gian để khai thị cho con người thấu hiểu rằng tất cả mọi cấu tạo hình thành của vạn pháp là do nhân duyên hòa hợp mà có. Không có một vật gì trên trái đất này hay trong vũ trụ mà tự nó phát triển hay tạo thành mà không có sự giúp đỡ của những nhân khác. Một chén cơm chúng ta ăn là do sự kết tập từ hạt lúa đến phân bón, nước, ánh sáng, mặt trời và tay vun trồng của người nông phu. Chứ hạt lúa không thể tự nó biến thành lúa được. Chiếc áo chúng ta đang mặc là do bàn tay khéo của người thợ may. Mà muốn có vải để may thì cần có tơ lụa để dệt. Và tơ lụa thì cần phải có người nông phu trồng bông vải. Vì thế, một nhân mà không có trợ duyên thì sẽ vĩnh viễn không bao giờ thành quả. Nói tóm lại, không có một hiện tượng vật chất hoặc tinh thần nào trên thế gian này có thể tự nó sinh tồn mà không tùy thuộc đến những trợ duyên khác. Vì cần đến những duyên chung quanh nên nhân duyên mới có cơ hội sinh khởi hay hủy diệt, mà từ đó thuyết duyên khởi được ra đời. Hãy quan sát lại cái thân tứ đại của chúng ta. Chúng ta còn sống là bởi vì tim gan, phèo phổi hoạt động, tương trợ cho nhau. Khi ăn uống vào thì chúng ta cung cấp năng lượng cho các tế bào để hoạt động. Khi hít thở, chúng ta đem dưỡng khí vào phổi để dòng máu được lưu chuyển mà nuôi toàn thân. Thận thì thanh lọc và sa thải chất dơ để cho thân thể đủ sức đề kháng chống lại bệnh tật. Máu phải chuyển dưỡng khí lên óc, làm cho hệ thống não tủy hoạt động để chi phối mọi cơ năng của con người. Nói như thế, con người của chúng ta chẳng qua là do sự kết hợp của trùng trùng duyên khởi mà thôi. Bây giờ ta nhìn xa một chút thì chung quanh chúng ta, từ đơn vị nhỏ là gia đình cho đến xã hội và thế giới vũ trụ cũng thế. Sự sinh tồn và hủy diệt của vạn hữu trên thế gian này chẳng qua chỉ là sự kết hợp hay phân ly của những duyên khởi mà ra. Cái nhà chúng ta đang ở, cái xe chúng ta đang dùng, hoặc thức ăn, áo quần hay vật dụng đều là những duyên khởi cả. Không có gạch, ngói, đá, xi măng và công thợ thì làm gì có cái nhà. Không có sắt, thép su và máy móc tân kỳ thì tìm đâu ra chiếc xe hơi. Không có ruộng đồng, phân bón và công người nông phu thì làm gì có cơm hay thức ăn thức uống cho chúng ta. Không có bông vải và hãng dệt cũng như bàn tay khéo léo của người thợ may thì làm gì chúng ta có những bộ áo quần tốt. Không có những bộ óc khoa học kỹ thuật thì làm gì có được những chiếc máy bay khổng lồ để chở chúng ta vượt qua Thái Bình Dương về thăm quê hương. Nhưng tất cả cũng đều nằm trong quy luật duyên kết thì thành, còn duyên tan thì hoại. Do đó, luật nhân quả mà không có lý nhân duyên hợp lại thì không bao giờ thành tựu. Vì thế, không gian vô tận và thời gian vô biên dựa theo luật nhân quả và lý nhân duyên mà tạo thành thế giới vũ trụ này. Vũ trụ thì như thế, còn sự sinh tồn của con người như thế nào? Con người cũng như vạn vật có được là nhờ nhân duyên hòa hợp tạo thành. Và khi nhân duyên tan rã là chết. Sự hạnh phúc hay khổ đau của con người cũng như vạn vật đã được gói ghém rõ ràng trong Bát Nhã Tâm Kinh. Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh.
quán tự tại Bồ Tát hành thâm bát nhã ba la mật đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không độ nhất thiết khổ ách. Xá Lợi Tử, sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc, thọ, tưởng, hành, thức, diệt, phục như thị. Xá Lợi Tử, thị chư pháp không tướng, là bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm, thị cố không trung vô sắc, vô thọ, tưởng, hành, thức, vô nhãn, nhĩ, thiệt, thân, ý, vô sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp, vô nhãn giới, nãi trí vô ý thức giới, vô vô minh diệt, vô vô minh tận nãi trí vô lão tử diệt vô lão tử tận, vô khổ, tập, diệt, đạo, vô trí diệt, vô đắc, dĩ vô sở đắc cố, bồ đề tát đọa, y bát nhã ba la mật đa cố, tâm vô quái ngại, vô quái ngại cố, vô hữu khủng bố, viễn ly điên đảo mộng tưởng, cứu cánh niết bàn. Tam thế chư Phật y bát nhã ba la mật đa cố, đắc a nậu đa la, tam miểu tam bồ đề. Cố chi bát nhã ba la mật đa, thị đại thần chú, thị đại minh chú, thị vô thượng chú, thị vô đẳng đẳng chú, năng trừ nhất thiết khổ chân thiệt bất hư. Cố thuyết bát nhã ba la mật đa chú, tức thuyết chú viết: Yết đế, Yết đế, Ba la Yết đế, Ba la tăng Yết đế, Bồ đề tát bà ha. Bộ tâm kinh với 260 chữ này đã bao trùm toàn bộ chân lý của Đức Phật. Ngài đã thuyết minh về cái lý không và cái thật tướng của vạn pháp, để cho con người có cái nhìn sâu xa về cái có với cái không, và cái thật đối với cái giả. Trong 49 năm hành đạo, Đức Phật đã thuyết giảng qua 12 bộ kinh, thì giáo lý của Đức Phật rộng rãi bao la vô tận. Để chúng ta cứ tưởng tượng những lời Phật dạy vô cùng vô tận như bao ngàn mẫu cây mía. Khi các vị thánh tăng đem gom góp chúng thành 12 bộ đại tạng kinh, cũng như đem ép mấy ngàn mẫu cây mía kia thành ra 12 thùng nước mía nguyên chất. Sau cùng, bộ tâm kinh này chính là chất vật tinh túy được rút ra từ 12 cái thùng nước mía kia. Vậy bộ tâm kinh này là cốt tủy, là phần tinh túy của giáo lý Đức Phật. Chính Ngài Đường Tam Tạng Trần Huyền Trang đã qua tận Ấn Độ để tham khảo, thỉnh kinh và phiên dịch bộ kinh Đại Bát Nhã dày 600 quyển và Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, chính là tinh yếu, là cốt tủy của bộ Đại Bát Nhã này. Bộ Bát Nhã Tâm Kinh được dịch như sau: Khi Ngài Bồ Tát Quán Tự Tại thực hành sâu xa pháp Bát Nhã Ba La Mật Đa, Ngài soi thấy năm uẩn đều không, qua hết thảy khổ ách. Này ông Xá Lợi Phất, sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, sắc tức là không, không tức là sắc, thọ, tưởng, hành, thức cũng đều như thế. Này ông Xá Lợi Phất, tướng không của mọi pháp, không sanh, không diệt, không dơ, không sạch, không thêm, không bớt. Vì vậy, này ông Xá Lợi Phất, trong tướng không, không có sắc, không có thọ, tưởng, hành, thức, không có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, không có sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, không có nhãn giới, cho đến không có ý thức giới, không có minh, không có vô minh, cũng không có kinh, cho đến không có tuổi già sự chết, và cũng không có cái hết của tuổi già sự chết, không có khổ, tập, diệt, đạo, không có trí huệ, cũng không có chứng đắc. Vì không có chỗ chứng đắc, nên Bồ Tát y theo Bát Nhã Ba La Mật Đa, tâm không ngăn ngại, vì không ngăn ngại nên không sợ hãi, xa lìa điên đảo mộng tưởng, đạt tới cứu cánh niết bàn. Chư Phật trong ba đời cũng y vào Bát Nhã Ba La Mật Đa mà được đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Vì vậy nên biết Bát Nhã Ba La Mật là đại thần chú, là chú của đại minh huệ,
và cũng là thần chú cao tuyệt, thần chú vô giá, có thể trừ diệt hết mọi khổ đau. Đó là chân lý vì không sai lầm. Đây là thần chú được công bố trong kinh Bát Nhã Ba La Mật. Này Bồ Đề, đi qua, qua bờ bên kia, qua đến bờ bên kia. Tâm kinh là kinh tinh yếu của toàn bộ Đại Bát Nhã. Tuy bộ tâm kinh chỉ vỏn vẹn có 260 chữ, mà ý nghĩa của nó bao hàm cả 600 quyển Đại Bát Nhã. Maha là lớn, là đại. Lý do Ngài Trần Huyền Trang gọi nó là tâm kinh, bởi vì Ngài ám chỉ kinh này là chủ tể của tất cả kinh thuộc loại Bát Nhã, tức là trí tuệ. Cũng như chúng ta lấy tâm làm chủ tể cho con người của mình vậy. Bát Nhã tức là trí tuệ, còn Ba La Mật là tới bờ bên kia. Bờ bên này là thế gian, còn bờ bên kia là Niết Bàn. Hoặc là bờ bên này là dãy đầy tham lam, còn bờ bên kia là Phật Đạo. Cũng có thể hiểu là thấy có, thấy không, là bờ bên này còn có đủ sáng suốt để phá cái có, cái không, là đến bờ bên kia. Do đó, Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh có nghĩa là bài kinh nằm lòng, nói về đại trí tuệ. Vậy Bát Nhã Ba La Mật là cái sáng suốt có thể đưa người tới bờ bên kia, tức là được giác ngộ. Cái sáng suốt này được gọi là cái sáng suốt triệt để vì nó không hình, không tướng. Mặc dù chúng ta không thấy được nó, cũng như không thể nào diễn tả về nó, nhưng thật ra chúng ta có thể biết được sự hiện hữu của nó, tức là biết nó bằng cách xuyên qua các công dụng, tức là việc làm của nó. Chẳng hạn như khi chúng ta bố thí tiền của cho người nghèo khổ, thì tâm của chúng ta cảm thấy hân hoan khoan khoái, vì đây là việc thiện. Cái khoan khoái này chính là sự bộc lộ thiện tâm của chúng ta. Nhưng đố ai tìm ra được cái thiện tâm của mình. Vì thế, cái trí tuệ Bát Nhã cũng vậy. Chúng ta nghiệm biết được nó là nhờ nhìn vào cái nhân dụng của nó mà thôi. Bởi thế, cổ nhân có câu rằng, dĩ sự nghiệm chi, nhân dụng khả biện. Vậy trước hết, chúng ta hãy suy nghiệm về câu Bồ Tát Quán Tự Tại, thấy được ngũ uẩn là không. Ngũ uẩn, giai không. Bởi do nhân duyên hòa hợp tất cả những nghiệp duyên từ trong quá khứ mà kiến tạo ra con người trong kiếp này. Nói cách khác, con người chỉ là sự kết hợp, tạo thành của ngũ uẩn mà thôi. Bởi vì uẩn có nghĩa là tích tụ thành một khối. Ngũ uẩn thì có sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và sau cùng là thức uẩn. Một cách dễ hiểu là thân thể con người gồm có hai phần là thân xác và tâm linh. Phần thân xác có hình dáng nên gọi là sắc uẩn, còn phần tâm linh vì không có hình sắc nên gọi là danh và bao gồm thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn. Vậy ngũ uẩn là một danh từ dùng chỉ cho con người, hay nói một cách rộng rãi là chỉ cho toàn thể nhân sinh vũ trụ. Khi Bồ Tát Quán Tự Tại thực hành Bát Nhã Ba La Mật một cách sâu xa thì Ngài quán chiếu và thấy rằng ngũ uẩn giai không. Nhưng thế nào là giai không? Giai không có nghĩa là vô ngã hay là không có tự tánh. Muốn hiểu vô ngã hay không có tự tánh, trước hết phải biết thế nào là ngã hay tự tánh. Ngã là bản chất để tự nó có thể phát triển mà không cần đến sự giúp đỡ bởi những nhân duyên khác. Nếu hạt lúa có ngã thì tự nó lớn lên rồi trở thành cây lúa. Nhưng hạt lúa không thể tự nó phát triển được nếu không có những trở duyên như đất, nước, phân bón, ánh sáng. Vì thế, tự tánh của hạt lúa là vô ngã. Hay nói cách khác là hạt lúa không có tự tánh. Bất cứ vạn hữu nào trên thế gian này muốn sinh tồn hay phát triển được đều cần phải có trợ duyên. Cái xe là sự tổng hợp của biết bao sắt, kim loại, plastic và công phu của bao nhiêu người thợ. Cái nhà chúng ta đang ở là do cây, gỗ, gạch, ngói và công thợ tạo thành, mà chính cây, gỗ, gạch, ngói không thể tồn tại
bởi chính nó cho nên toàn bộ cái nhà không thể nào tồn tại được. Vì thế, cái nhà cũng là vô ngã, tức là không. Có nghĩa là cái nhà này một ngày nào đó sẽ trở về với cát bụi vì ảnh hưởng bởi luật vô thường. Vậy trước hết, sắc uẩn có vô ngã không? Thân xác của con người là sự kết hợp của tứ đại, đó là đất, nước, gió, lửa. Chất cứng trong thân thể như xương, thịt, tóc, da thì thuộc về đất. Chất ướt như máu me, nước đờm, nước miếng thì thuộc về nước. Máu đen chạy từ cơ thể về tim và từ tim mang máu đỏ để nuôi tất cả các tế bào và mang oxygen cho sự sống thì gọi là gió. Muốn thân thể tồn tại thì cơ thể phải tiêu hóa đồ ăn thức uống để cung cấp năng lượng hay hơi nóng cho các tế bào được sống thì gọi là lửa. Nhưng nhìn kỹ thì bốn món đất, nước, gió, lửa lại thù nghịch, chống đối lẫn nhau. Gió thì không ưa đất, còn nước thì kỵ lửa. Một khi gió thịnh hơn đất hay là gió thổi ào ào vô mạnh thì thân thể đau nhức, uể oải. Còn lúc nào nước mạnh hơn lửa thì chúng ta lạnh phát run, hoặc lửa thịnh hơn nước thì chúng ta lên cơn sốt. Vì mang bản chất thù nghịch nên cái này luôn luôn muốn đàn áp cái kia, làm cho thân của chúng ta không an là như vậy. Nói tóm lại, thân xác của chúng ta là do sự kết hợp của nhiều nhân duyên tạo thành, thì chính nó không có tự tánh, không có chủ thể hay vô ngã, tức là không. Vì mang tính vô ngã như thế, cho nên không một ai trên thế gian này từ cổ đến kim thoát ra khỏi định luật thành, trụ, hoại, không cả. Có nghĩa là có sinh, tất phải có diệt. Bởi thế mới có câu rằng nhân sinh tự cổ, thủy vô tử, là như vậy. Như thế thì sắc uẩn chính là sự kết tụ chất chứa của vật chất để tạo ra những hình tướng như thân thể và cảnh vật. Sắc uẩn gồm có 5 căn và 6 trần, đó là mắt, tai, mũi, lưỡi và thân thể. Còn lục trần thì có thanh trần, tức là tiếng mà tai nghe được, hương trần, tức là hương vị do mũi ngửi được, vị trần, tức là mùi vị do lưỡi nếm được, xúc trần, tức là cảm xúc do thân biết được, pháp trần, đây là cảnh biết của ý thức và chỉ được nhận biết từ trong nội tâm mà thôi. Bây giờ đến phần tâm linh của con người. Vậy hãy xem thọ uẩn có vô ngã không? Con người chúng ta thì có lục căn, đó là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Ngoại cảnh thì có lục trần, đó là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Khi mắt của chúng ta thấy một vật gì, tức là sắc trần. Tai của chúng ta nghe một âm thanh nào, tức là thanh trần. Mũi của chúng ta ngửi một mùi thơm gì, tức là hương trần. Lưỡi của chúng ta nếm một mùi vị nào, tức là vị trần. Thân của chúng ta cảm thấy nóng, lạnh, cảm giác êm đềm hay là đau đớn, tức là xúc trần. Sau cùng thì ý tưởng để lưu lại những hình ảnh, màu sắc, hương vị cũng như cảm giác từ năm trần ở trên để phát sinh ra sự phân biệt thì gọi là thức. Vậy thọ uẩn là sự tiếp nhận của lục trần bởi lục căn. Chẳng hạn như khi nghe một bản nhạc rất hay thì chúng ta cảm nhận được cái vui hay cái buồn của bản nhạc đó. Khi xem một trận đá banh rất sôi nổi thì chúng ta cảm nhận cái tài nghệ, cái hồi hộp của trận đấu bóng này. Ăn món ngon vật lạ thì chúng ta cảm thấy sung sướng vì hương vị thơm ngon của nó. Tay của chúng ta sờ mó một áo lông thì cảm thấy mềm mại êm ái. Do đó, thọ là sự tiếp nhận cái vui hay cái buồn của thế gian, bởi vì lục căn tự nó không có thọ. Chẳng hạn như chính cái lưỡi không có mùi vị, nhưng khi nếm thức ăn ngon thì sinh ra khoái khẩu, tức là lạc thọ, cho nên muốn ăn món ngon và chê món dở. Nhưng tất cả những sự tiếp nhận này đều cấu thành bởi những nhân duyên bên ngoài, mà đã là từ nhân duyên thì chính nó không có tự tánh hay vô ngã, tức là không. Trong Phật giáo, thọ được chia làm 3 loại:
là lạc thọ, khổ thọ và vô ký thọ. Lạc thọ là cảm nhận được cái vui, cái sung sướng ở thế gian này do sự tiếp xúc mà ra. Khổ thọ là cảm nhận được sự đau khổ hay bất hạnh do cuộc đời đưa đến. Xả thọ là không vui cũng chẳng buồn, lúc nào cũng vậy thôi, trước sau như một. Vì những cảm giác của thân và tâm sinh diệt bất thường, có nghĩa là chúng ta không ở mãi một trạng thái nào cố định trong tàng thức của chúng ta. Mới thấy vui thì nỗi buồn đã đến, hay buồn vui lẫn lộn thì thọ chính là vô ngã, tức là không. Đối với người tu Phật thì cần phải hiểu chữ thọ cho sâu rộng. Khi lục căn tiếp xúc với lục trần thì chúng ta cảm nhận hay thọ những cái vui hay cái buồn. Nếu tâm của chúng ta thọ cái vui, cái sung sướng thì nó sẽ bị lục trần cuốn theo, làm cho tâm bị mê hoặc. Khi ăn món ngon vật lạ thì đâm ra khoái khẩu, tức là lạc thọ. Do đó chúng ta cứ muốn ăn ngon hoài. Nếu không được ăn ngon như thế hàng ngày thì cảm thấy đau khổ cắn rứt. Còn nếu cố gắng làm mọi cách để thỏa mãn cái dục tính này thì gây ra nghiệp để phải chịu quả khổ về sau. Do đó chạy theo lạc thọ là chạy theo luân hồi sanh tử. Còn khổ thọ là cảm nhận những đau khổ đắng cay của cuộc đời, thì tâm sân sẽ phát hiện. Có người cần cù lao động, đầu tắt mặt tối mà vẫn không đủ tiền để nuôi gia đình, nên họ nhìn cuộc đời này thật cay đắng. Họ đâm ra thù ghét cuộc đời và trách móc con tạo khéo xoay vần cho đời họ phải khổ. Nhưng họ quên khổ là cái quả mà họ đã tạo ra từ trong quá khứ. Thế thì khổ thọ cũng đưa đẩy con người lún sâu trong vòng sinh tử luân hồi mà thôi. Cho nên cổ nhân mới có câu rằng: tội nghiệp tiền thân nay phải chịu, chịu rồi mới hết nghiệp oan gia. Con đường duy nhất để đạt đến tâm thanh tịnh và cảnh giới niết bàn là vô ký thọ. Khi chúng ta bên ngoài không bị lục trần quyến rũ và bên trong không bị kích động bởi tham lam, bởi giận hờn và si mê, thì tâm của chúng ta sẽ được thanh tịnh. Có nghĩa là dục lạc của thế gian khó mà cám dỗ, làm cho chúng ta bị mê hoặc. Cái mà chúng ta đi tìm chính là sự an lạc từ trong nội tâm. Vì sự an lạc này mà Ngài Xuyên Thiền Sư làm bài tụng như sau: kiến sắc phi can sắc, văn thinh bất thị thinh, sắc thinh vô ngại xứ, thân đáo pháp vương thành. Có nghĩa là thấy sắc không mê sắc, nghe tiếng chẳng nhiễm tiếng, sắc tiếng đều không ngại, mới đến pháp vương thành. Ý của Ngài Xuyên Thiền Sư là mỗi khi lục căn tiếp xúc với lục trần mà tâm không khởi vọng niệm phân biệt, nhiễm ô nơi trần cảnh, thì chúng ta sẽ được vào cảnh giới Phật. Bây giờ tưởng uẩn có vô ngã không? Tưởng là nhớ lại những hình ảnh vui khổ của thân và tâm. Khi lục căn tiếp xúc với lục trần thì trong tâm tưởng của chúng ta ghi nhớ lại những hình ảnh của quá khứ này. Chẳng hạn như đêm thứ bảy vừa qua, chúng ta đi xem đại nhạc hội, thì khi nghĩ lại, chúng ta còn liên tưởng đến những cảnh nhạc nhã nhộn nhịp đó. Khi ăn một món ngon thì có lúc chúng ta liên tưởng sự khoái lạc của món ăn này. Ai chửi mắng thì có lúc chúng ta cũng liên tưởng đến cảnh bực bội đau khổ kia. Do đó, sau khi lục căn tiếp xúc với lục trần để lãnh thọ các cảnh khổ vui, và sau đó sanh ra tưởng nhớ. Vì tưởng nhớ không phải tự nó có được, mà cần phải có nhiều nhân duyên từ bên ngoài tạo tác, nên tưởng uẩn là vô ngã, tức là không. Còn hành uẩn thì sao? Hành là sự biến chuyển thay đổi của tâm niệm. Con người mỗi ngày từ khi thức giấc cho đến khi đi ngủ, trong tâm chất đầy biết bao ý niệm. Ý niệm sau thay thế cho ý niệm trước, và cứ thế mà ý niệm sanh khởi liên tục trong tâm của chúng ta. Khi lái xe đến sở làm, chúng ta liên tưởng những chuyện sắp xảy ra trong sở, và đôi khi cũng liên tưởng đến những chuyện đã xảy ra ở nhà và đang xảy ra trong khi lái xe. Vì thế, ý niệm đến từ hình ảnh hay kinh nghiệm trong quá khứ, hiện tại
cũng như vị lai. Nhưng tất cả những tâm niệm này là do ở ngoại cảnh bên ngoài mang đến, có nghĩa là do nhân duyên kết tạo mới có sự suy tư. Vì do nhân duyên hòa hợp nên hành uẩn cũng là vô ngã, tức là không. Vậy thức uẩn có vô ngã không? Thức là sự hiểu biết phân biệt để có khả năng biến hiện ra các cảnh và phân biệt các cảnh. Khi lục căn tiếp xúc với lục trần thì tất cả những phân biệt để tạo thành cái biết ở trong tâm của chúng ta thì gọi là thức. Chẳng hạn như mắt vừa thấy một chiếc xe màu xanh thì tâm liền phân biệt để biết chiếc xe hơi này đẹp hay xấu, mới hay cũ, và từ đó dĩ nhiên vọng tưởng đua nhau sanh khởi trong tâm của chúng ta. Tai vừa nghe tiếng đàn thì tâm thức liền phân biệt để cho chúng ta biết tiếng đàn đó hay hay là dở, làm cho lòng của chúng ta bồi hồi xao xuyến. Xao xuyến chính là vọng tưởng nữa rồi, vì tâm của chúng ta chạy theo sự quyến rũ của thính trần. Khi chúng ta vào trong một vườn hoa, hương thơm nồng nàn của hoa dạ lý làm cho chúng ta ngây ngất. Khi mũi đã có sự phân biệt từ bên ngoài thì tâm cũng bắt đầu phân biệt mùi vị. Mùi vị thơm thì ta mê thích, còn ngược lại thì ta chán, ta chê. Có phân biệt là chạy theo vọng trần, tức là khổ. Nếu ai mời ta đi ăn những món ngon vật lạ thì lưỡi bắt đầu phân biệt hương vị của thức ăn để cho chúng ta biết món ăn nào ngon và món ăn nào không khoái khẩu. Khi sự phân biệt thành cái biết thì đây chính là thức uẩn. Nói tóm lại, khi lục căn tiếp xúc với lục trần thì tâm khởi sự phân biệt để sinh ra lục thức. Chính lục thức này là những ý tưởng lưu lại trong tâm thức của chúng ta. Thêm nữa, dựa theo duy thức luận thì ngoài lục thức ở trên còn có mana thức và a lại gia thức để chất chứa tất cả những chủng tử hữu lậu và vô lậu của các pháp. Như thế, trong ngũ uẩn có sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn đều là vô ngã, thì dĩ nhiên ngũ uẩn cũng là vô ngã, tức là không. Đại thừa Phật giáo khẳng định rằng vạn vật trong thế gian này, hay nói theo danh từ nhà Phật là tất cả các pháp trong vũ trụ đều có hai hình tướng. Cái tướng bên ngoài là cái tướng mà chúng ta dùng ngũ quan như mắt, tai, mũi, lưỡi, thân để nhận biết qua ý thức, mà chúng ta đặt tên là con người, sinh vật, mặt trời, mặt trăng, xe cộ, áo quần, bông hoa, nhà cửa, vân vân. Cái hình tướng bên ngoài này mà ai ai cũng thấy biết được thì chúng ta gọi là có. Còn cái thật tướng ở bên trong là cái tướng chỉ dùng mắt trí tuệ mới có thể thấy, mới nhận được, vì tướng đó không hình, không sắc, mà Đức Phật gọi là không tướng. Cái không tướng này mới chính là thật tướng của vạn pháp. Bởi vì cái tướng không hình sắc, không thấy kia mới là chân thật. Vì từ vô thỉ đến vô chung, hay nói một cách khác là từ không biết bao lâu trong quá khứ cho đến bây giờ, và từ đây cho đến không biết khi nào cho cùng tận, nó vẫn mãi mãi như thế. Có nghĩa là nó không trẻ, không già, không xanh, không diệt, không dơ, không sạch, không thêm, không bớt. Còn cái tướng bề ngoài là cái tướng giả dối, không thật, vì nó biến đổi từng giây, từng phút, rồi cuối cùng tiêu tán trong không gian và thời gian. Đó là theo quy luật thành, trụ, hoại, không của luật vô thường mà thôi. Cái thực tướng hay không tướng mà Đức Phật đã thuyết giảng trong tâm kinh này chính là cái trí tuệ bát nhã sáng suốt vĩnh hằng trong tâm của tất cả chúng ta. Ngoài ra, danh từ nhà Phật gọi cái không tướng này là thể và cái giả tướng bề ngoài là dụng. Khi chúng ta ra bờ biển thì thấy mặt nước dâng lên những làn sóng. Làn sóng trước qua đi thì làn sóng sau lại đến. Những làn sóng thay đổi liên tục này chính là dụng của thủy triều, còn thể của nước thì luôn luôn bất động, không thay đổi. Nếu chúng ta có thể xuống tận đáy biển thì nước rất yên tĩnh, và đây mới chính là thể của nước vậy. Như thế, thể là thực tướng của vạn pháp, còn dụng là giả tướng, không thật ở bên ngoài. Đã biết ngũ uẩn là không,
Vậy thì thế nào là không? Chữ không không phải là cái không của suy luận theo thuyết giả danh của con người, hay là cái không đối với cái có. Chẳng hạn như chúng ta gọi cái nhà, nhưng thật sự cái nhà là gì? Đố ai tìm được cái nhà, vì nó chỉ là cái tên để chỉ cho sự kết hợp của cây, gỗ, gạch, ngói, vân vân. Còn con người thì cũng thế. Hãy thử xem cái gì là con người. Sự thật, con người cũng chỉ là bao nhiêu xương thịt kết cấu với một mớ tình cảm, tư tưởng vậy thôi. Do đó, những cái mà chúng ta gọi là nhà, là con người toàn là giả danh, không có thật, tức là không. Vậy không ở đây tức là bản tánh thanh tịnh, không có các hình tướng. Một thí dụ khác về ngũ uẩn là không, là chúng ta đưa bàn tay năm ngón lên xem, mỗi ngón tay cứ nghĩ như là mỗi uẩn. Nếu chúng ta nắm năm ngón tay lại để tạo thành một nắm tay cũng như là ngũ uẩn, chúng ta có nắm tay là bởi từ năm ngón tay tạo thành, chứ ban đầu hay tự nó không có nắm tay. Nếu chúng ta buông nắm tay ra thì không còn nắm tay nữa. Do đó, nắm tay chỉ là sự cấu tạo bởi năm nhân duyên bên ngoài, chứ tự nó không có được, nên nắm tay là không. Ngũ uẩn cũng thế, nếu mỗi uẩn tan rã thì ngũ uẩn chẳng còn, mà chính mỗi uẩn là không, nên toàn ngũ uẩn phải là không. Những thí dụ trên đây cho chúng ta có một nhận định tổng quát về chữ không, dựa theo hình dáng để so sánh mà thôi. Thật ra cái không không thể so sánh được, vì chính nó không hình, không sắc. Làm thế nào để vẽ hay diễn tả cái không thấy và không có hình tướng? Bởi thế, cổ nhân cũng có câu tương tự: họa hổ, họa bì, nan họa cốt, chi nhân, chi diện, bất chi tâm. Tạm dịch là vẽ cọp, vẽ da cọp được, nhưng không thể vẽ xương cọp, vì không thấy được ở bên trong. Thấy tướng người, thấy mặt người, nhưng không thể thấy tâm người được. Nói tóm lại, cái hình tướng bên ngoài của con người hay của tất cả vạn pháp trong vũ trụ, như động vật, thực vật hay khoáng vật, đều là giả tướng, tức là không. Còn cái thật tướng bên trong thì ngũ quan của chúng ta không thấy biết được. Không thấy biết được thì Phật tạm gọi là không, chứ thật nó không phải là không có. Ngày nay khoa học đã đi rất xa để chứng minh cho chúng ta biết là đơn vị nhỏ nhất của vật chất mà ngũ quan không thể nào thấy biết được là nguyên tử. Chúng ta tạm gọi những đơn vị nguyên tử này là cái tự tánh hay chủ tể của vật chất. Vì cho dù chúng ta có tổng hợp vật chất lại với nhau thì các đơn vị nguyên tử vẫn như ban đầu. Thí dụ như nước là sự tổng hợp của hydrogen và oxygen, H2O, tức là có sự duyên khởi, có nghĩa là do nhân duyên hòa hợp. Vì thế nước là vô ngã và nó sẽ bị ảnh hưởng bởi luật vô thường, có tan, có hợp, có sinh, có diệt. Nhưng cái tự tánh của hydrogen hay oxygen vẫn không mất, tức là hằng có. Vậy cái không tạm hiểu là những đơn vị nguyên tử, vì từ nó mà tạo thành tất cả những vật thể trên thế gian này, mà chính nó không bị hủy hoại hay thay đổi theo thời gian. Ví dụ như thân tứ đại của chúng ta, mặc dầu Phật dạy thân thể của chúng ta là do gió, lửa, đất, nước hợp thành. Khi nói tứ đại là Phật chỉ nói một cách tổng quát, chứ thật ra trong bốn món đó là do sự tổng hợp của vô số hóa chất mà thành, tức là do trùng trùng duyên khởi. Chẳng hạn như chất stainless steel dùng để làm bề mặt tủ lạnh cho không bị rỉ sét là do sự tổng hợp của chất thép và chất nickel. Do đó, trong bản phân loại tuần hoàn hóa học của vật chất có tất cả 108 chất, từ hydrogen đến helium, oxygen, đồng, kẽm, sắt, thì cấu tạo nguyên tử của mỗi chất là không. Còn cái tổng hợp để tạo thành vật này, vật kia là cái có. Vì cái có tức là do nhân duyên tạo thành, nên cái có sẽ bị hủy diệt tan rã theo thời gian, tức là vô thường. Cái hợp kim stainless steel rất cứng này thật ra một ngày nào đó cũng sẽ bị tan tành hủy diệt,
vì những phản ứng hóa học oxy khác. Còn cái không thì đời đời vẫn như thế, không tăng, không giảm, không dơ, không sạch, không xanh, không diệt. Có nghĩa là oxygen muôn đời vẫn là oxygen. Một thí dụ khác là khi chúng ta nối mạch điện vào cái bóng đèn. Khi mở lên, bóng đèn sáng thì chúng ta cho là có điện. Còn tắt, bóng đèn tối thì chúng ta cho là không có điện. Cái có và cái không là do thấy bóng đèn sáng hay không sáng mà nói. Khi bóng đèn không sáng, chúng ta gọi là không. Nhưng cái không có thật là không chăng? Chúng ta gọi nó là không là vì không thấy, nhưng thật ra thể điện vẫn còn nằm bên trong dây điện, chứ đâu phải không. Khi mở thì các electron di chuyển tạo ra ánh sáng cho bóng đèn. Còn tắt thì electron không di động, nhưng thể điện luôn luôn nằm đó, chứ đâu có mất. Vì thế, cái không có nghĩa là không thấy, chứ không phải là không có. Khi nói đến khoa học, có người thắc mắc rằng các nhà bác học có phải là người giác ngộ như Phật không? Xin thưa chắc chắn là không. Tại sao? Cái giống nhau giữa Phật và nhà bác học là họ có thể nhìn thấy sâu xa chân tướng của nhân sinh vũ trụ. Các nhà bác học có thể phân tích, khám phá và tìm thấy sự sinh tồn của tất cả mọi loài hay các hành tinh trong vũ trụ bằng những quy luật giống như vô ngã và vô thường của nhà Phật. Sự hiểu biết của họ thật sâu xa và chính xác. Nhưng cái mà họ cố tìm hay khám phá là nằm trong vòng sinh diệt của vũ trụ mà thôi. Tức là cái có sẽ trở thành cái không và ngược lại. Họ càng cố công tìm tòi khám phá thì tâm của họ càng vọng động, tức là họ càng chạy nhanh vào vòng sinh tử khổ đau. Quý vị có thấy nhà bác học nào nói mình thật hạnh phúc đâu? Họ càng khám phá thì họ càng thấy mình ngu dốt, tức là việc làm của họ là để thỏa mãn cái tính tham của sự hiểu biết, chứ không phải là tự giác ngộ do lòng từ bi hay do sự lợi lạc cho chúng sanh. Ngược lại, Đức Phật thấy được sự sinh tồn của vũ trụ mà tâm rất thanh tịnh, không bị khổ đau chi phối. Tâm của Đức Phật thì thường trụ niết bàn, bất sanh, bất diệt. Đây mới chính là chân giác ngộ. Khi Ngài Quán Tự Tại Bồ Tát thực hành sâu xa Pháp Bát Nhã Ba La Mật Đa, Ngài soi thấy năm uẩn đều không, qua hết thảy khổ ách. Chúng ta là phàm nhân nên thường lầm ngũ uẩn là có, tức là đối với chúng ta thì người và vật là thật có, còn Phật thì bảo là thật không, tức là chiếu kiến ngũ uẩn dai không. Đây là hai nhận xét hoàn toàn trái ngược nhau, đưa đến hai ảnh hưởng hay tư tưởng sống cũng trái ngược nhau. Thật vậy, vì chúng ta nhận lầm ngũ uẩn là thật có, cho nên chúng ta mới nếm mùi khổ đau. Trong khi Phật, các vị Bồ Tát nhờ sáng suốt triệt để mà thấy ngũ uẩn đều không, tức là người cũng không mà ta cũng không, cho nên họ không còn khổ não. Nếu chúng ta tin ngũ uẩn là thật có thì trong ta chắc chắn phải có cái ta. Ta có cái ta riêng biệt cho chính ta thì mọi người cũng có cái ta riêng biệt cho họ như thế, và không có cái ta nào giống cái ta nào cả. Trên thế giới hiện nay có trên 6 tỷ người, tức là có trên 6 tỷ cái ta riêng biệt. Đã là riêng biệt thì mạnh ai tự lo lấy cho mình, và từ đó lòng ích kỷ bắt đầu nảy sinh. Nhưng tại sao lại phải ích kỷ? Con người thì lúc nào cũng muốn làm sao cho cuộc đời của mình được êm đềm sung sướng và hơn hẳn mọi người. Cái ta của ta càng sung sướng thì càng hạnh phúc, mặc kệ những cái ta khác sẽ như thế nào. Lòng ích kỷ này chính thật là lòng tham vô đáy. Mà đã có tham là có tranh thủ để dành cái sướng cho mình và để cái không sướng, cái bất hạnh cho người khác. Nếu mong ước mà thành tựu thì vui, còn mong ước mà không được thì buồn. Còn nếu được rồi thì sợ mất nên đâm ra lo. Nhưng sợ mà vẫn mất thì cái lo thành ra cái khổ, mà càng khổ thì càng oán giận để trách trời, oán người. Tất cả những thứ tham lam, giận hờn và bất mãn là bắt nguồn từ cái si mê tâm tối mà ra. Cái tham, cái giận càng tăng thì lòng si mê càng sâu,
chẳng khác nào như con tằm nhà tơ. Cái kén càng dày thì cái tối trong lòng kén càng thêm. Thêm nữa, lối nhận thấy của các vị Bồ Tát Quán Tự Tại không giống lối nhận xét của phàm nhân. Chúng ta thấy vạn hữu bằng nhục nhãn, tức là bằng mắt thịt, còn các ngài nhận thấy bằng mắt trí tuệ, tức là bằng mắt bát nhã ba la mật đa. Đây là cái thấy sáng suốt triệt để, và dĩ nhiên cũng dẫn đến hai kết quả trái ngược nhau. Đó là chúng ta thấy có, còn các ngài thì thấy không. Năm uẩn là thành phần căn bản của con người, tức là cái ta của ta, và nói một cách rộng rãi hơn là của tất cả vạn vật trong vũ trụ. Do đó, thấy có tức là chấp nhận có cái ta của con người và của vạn vật. Bởi là phàm nhân, chúng ta quả quyết ngũ uẩn là có, vì chúng ta thấy biết được nó, hoặc là nếu không thấy được thì cũng nếm hay sờ được. Bây giờ hãy lấy cái ta làm thí dụ. Bất luận là ở lứa tuổi nào, chẳng hạn như khi ta lên 10 tuổi, 30 tuổi hay 60 tuổi, thì ở lứa tuổi ấy, cái hay biết phát sinh ở trong ta thì ta luôn vỗ ngực mà xưng là ta đây. Tại sao chúng ta lại có nhiều cái ta như thế? Vậy cái ta nào là cái ta thật? Cái ta lúc mới sanh hay là cái ta lúc 10 tuổi? Như vậy, mỗi thời điểm trong cuộc đời thì chúng ta có một cái ta mới, cho nên cái ta trước không giống cái ta sau. Vì thế, nếu đã có hơn một cái ta thì không một cái ta nào là thật cả. Cùng với lối lý luận này mà áp dụng cho tất cả sự vật khác, có cái thì thuộc về vật chất, tức là sắc pháp, và có cái thuộc về tinh thần, tức là tâm pháp, thì kết quả đều như nhau. Đó là tất cả vạn hữu là không, có nghĩa chúng là giả có, chứ không phải thật có. Vì không mà thật nên gọi là chân không, và vì không mà lại có nên gọi là diệu hữu. Chẳng hạn trong cái trứng, đố ai tìm ra được con gà, thế mà từ trong cái trứng lại xuất hiện một con gà. Thế thì con gà là cái có do một cái không mà ra. Nói cách khác là trong cái không ấy có con gà, nhưng có bằng một cách thần diệu, không thể nghĩ bàn, mà Phật giáo gọi là bất khả tư nghị. Thật vậy, nếu không có cái không kỳ diệu này thì trên thế gian này sẽ không có cái gì hết. Vì vậy, giữa không và có chắc chắn có một sự tương quan rất mật thiết với nhau. Hay nói cách khác, có và không tuy hai nhưng mà một. Có tức là không, và không tức là có. Nếu cái một này khi ẩn hay tĩnh là không, còn khi hiện hay động là có, vậy thôi. Tại sao biết ngũ uẩn đều không thì vượt qua mọi khổ ách? Ngũ uẩn là thân và tâm, hay còn gọi là con người. Đây là một cá thể do vật chất và tinh thần hợp thành. Nói một cách rộng rãi hơn, vật chất và tinh thần hợp thành vạn vật trong vũ trụ. Nhưng con người thật, tức là chân nhân, không phải chỉ là của xác thịt và tình cảm, mà nó là những cái có sanh, có diệt, có dơ, có sạch, có thêm, có bớt. Mà cái gì ngược lại, tức là bất sanh, bất diệt, không tăng, không giảm, trước sau như một, thì Bát Nhã Tâm Kinh gọi cái đó là không, và những kinh khác gọi là chân tâm, diệu hữu chân không, thực tánh, Phật tánh, linh quang, vân vân. Tất cả những phiền não, lo âu, khổ sở của chúng ta đều do cái thân ngũ uẩn mà ra. Thân kêu đói, chúng ta lầm tưởng là cái ta thật đói. Thân muốn ăn ngon, chúng ta lầm tưởng là cái ta đòi ăn. Ai mắng chửi, mạt sát, chúng ta giận vì tin rằng họ đụng chạm tới cái ta của mình. Nhưng tất cả những phản ứng của cơ thể hoặc của thói quen, quan niệm hay thành kiến kia thật ra không dính dấp gì tới cái ta thật hết. Nếu nhận thấy ngũ uẩn là không, có nghĩa thân này là giả có, thì chúng ta không còn quan tâm lo lắng và phiền não nữa. Có ai nói nặng nhẹ thì mình cũng thản nhiên, vì thân không thật nên chúng ta quan tâm bảo vệ cái không thật để làm gì? Chúng ta ăn uống để sống,
cũng như dùng bè để qua sông, chứ không nên cung phụng nô lệ cho cái thân giả này. Có sơn son thép vàng cho cái bè thì cũng phải bỏ chiếc bè khi đã qua sông mà thôi. Vì thế, cho dù chúng ta có cưng chiều nâng niu cái thân giả này thì một ngày nào đó cũng phải để lại cho cát bụi mà ra đi. Đức Phật muốn cho chúng ta thấu hiểu tường tận rằng con người có làm bao nhiêu điều tội lỗi, gây ra lắm nghiệp căn để phải chịu quả báo khổ đời đời, cũng tại vì nhận lầm ngũ uẩn là thật có. Chính cái lầm lẫn này mà tam độc, tức là tham, sân, si, nảy sinh để gánh chịu khổ đau. Thật vậy, vì ái thân nên lòng tham phát khởi để cố gắng tạo nhà thật sang, xe tuyệt đẹp, tiền dư bạc để, danh vọng cao sang. Mà muốn thỏa mãn lòng tham này thì con người phải khổ. Hoặc nếu không thỏa mãn được lòng tham thì tâm sân sẽ nổi lên để biến cuộc đời đang an vui thành trăm điều phiền não. Một khi phiền não quấy phá thì chúng ta đâu còn trí tuệ để xét đoán việc đời, bởi vì vô minh, tức là si mê, đã che lấp đỉnh cao trí tuệ, làm cho tâm con người u ám, ngu si. Do đó, nếu biết thân này là giả có, tức là không thật có, thì chúng ta không làm nô lệ cho nó. Chúng ta chỉ dùng nó như chiếc bè để qua sông. Khi ngồi trên bè thì chúng ta lái nó, chứ đừng cho dòng nước cuốn chiếc bè theo, tức là không chạy theo lục dục thất tình. Ai khen, ai tâng bốc thì cũng không màng, vì thân này không thật. Ai chê, ai mắng thì cũng không giận, không bất mãn, vì thân này là giả có. Ví dụ có người lỗ mãng, nói xấu hay chửi mắng mà chúng ta vẫn tự nhiên, không phải là chúng ta lì hay chai mặt, nhưng chúng ta tư duy quán chiếu thân này là giả, thì thắng thua để làm gì? Ngày xưa có người Bà La Môn đi theo chửi mắng Đức Phật rất thậm tệ. Hắn càng chửi thì Đức Phật càng thản nhiên. Sau cùng, hắn chạy theo la lớn: "Này Cù Đàm, ông có điếc không? Sao ta chửi mà ông không đáp lại?" Đức Phật ôn tồn đáp: "Nếu có người tặng quà mà người khác không nhận thì món quà ấy thuộc về ai?" Ý Phật muốn nói là ông chửi thì ông nghe vậy thôi. Ta chẳng hề quan tâm đến thì đâu có phiền não. Nhìn thân mình là giả cũng không đủ, mà phải nhìn tất cả chúng sinh và vạn hữu cũng đều mang ngũ uẩn, dai không thì tâm mới an được. Do đó mới có câu rằng: "Vạn pháp dai không, duyên sanh như huyễn." Có nghĩa là tất cả vạn hữu, từ động vật, thực vật, khoáng vật trong vũ trụ là không thật, hay giả có, tức là không. Ngay cả nhân duyên để tạo tác cũng giả luôn, không chắc không bền, như là giấc mộng. Nói tóm lại, thân của ta là giả có, và tất cả vạn hữu chung quanh của ta cũng là giả có. Vì thế, cho dù cuộc đời có thăng trầm khi lên voi hay xuống chó, thì tất cả cũng chỉ nằm trong luật vô thường, là thành, trụ, hoại, không mà thôi. Vì vậy, nếu được thì cũng thế, mà nếu mất thì cũng không buồn. Bởi vì tất cả là không, không giận, không hờn, không tham, không si, thì tâm sẽ an định, tức là niết bàn. Và dĩ nhiên cuộc đời làm gì còn khổ ách. Đây chính là con đường quán tự tại Bồ Tát, thoát khỏi khổ ách để đạt niết bàn. Hằng ngày có rất nhiều người tụng bộ tâm kinh này, có người còn tụng vài biến nữa là khác. Thế thì tại sao chúng ta tụng thuộc lầu ngày mấy biến mà chúng ta còn khổ hoài và khổ dài dài? Không lẽ Phật nghe chúng ta tụng hàng ngày mà không độ cho chúng ta hết khổ sao? Cái tinh hoa cốt tủy của kinh Phật là phải hiểu ý nghĩa lời Phật dạy trong kinh. Tụng kinh hay đọc kinh là tụng cho mình hiểu, chứ không phải tụng cho Phật nghe. Khi đã hiểu ý kinh thì phải đem những ý tưởng sâu sắc này ra tư duy quán chiếu để thấy cái hay, cái tuyệt của nó, thì ý kinh mới thấm vào tâm của chúng ta. Một khi đã thấm được rồi thì giai đoạn sau cùng là đem nó ra áp dụng vào trong cuộc sống hàng ngày của mình để đoạn trừ phiền não và chứng đạt niết bàn. Có áp dụng lời Phật dạy vào trong cuộc sống thực tế thì mới biết
là lời Phật sâu sắc đến như thế nào. Quý vị cứ nghĩ lời Phật dạy cũng như là toa thuốc của bác sĩ. Nếu chúng ta không đem toa thuốc vào nhà thuốc Tây để mua, thì làm sao biết được Phật cho mình thuốc gì? Mua thuốc mà không uống thì làm sao hết bệnh được? Do đó, tiến trình này nhà Phật gọi là văn như tư và tư như tu là như vậy. Có một câu chuyện ngụ ngôn của một tu sĩ Ấn Độ tên là Vivekananda như sau. Một con sư tử có thai, gần đến ngày sanh, đang nằm đói xếp ve trong bụi rậm đã mấy ngày. Khi đó, có một đàn cừu đi ngang qua. Sư tử mừng quá, cố thu hết tàn lực, lao mình vào đàn cừu. Không ngờ, vì nhảy quá mạnh, sư tử bị sảy thai và chết. Sư tử con được đàn cừu nuôi dưỡng cho đến lớn. Từ đó, sư tử con sống đời sống của cừu, ăn thì ăn cỏ, còn kêu thì be he. Một hôm, một con sư tử già đi kiếm mồi. Khi gặp đàn cừu và vừa muốn ra tay, thì cả đàn hốt hoảng mạnh ai nấy chạy cho nhanh. Sư tử già rượt đuổi theo, bỗng thấy trong đám cừu có một chú sư tử con. Tính tò mò, sư tử già cố tâm tìm ra sự thật. Tình cờ, một ngày nọ, sư tử già gặp chú sư tử con đang nằm ngủ một mình gần khe suối. Nhón gót lại gần và để cho chú sư tử con không kinh hãi. Sư tử già mới thủ thỉ vào tai của chú sư tử con rằng: "Mày là sư tử, sao lại làm thói cừu con như vậy?" Chú sư tử con thức giấc, mở mắt, thấy ông đầu xòm, run lên như cầy sấy. "Lại ông tha cho, tôi chỉ là một con cừu con vô tội." Sư tử già bèn lôi chú sư tử con sát khe nước và nói: "Mày thử ngó xuống nước coi." Sư tử con hết sức kinh ngạc, nghĩ thầm: "Sao mình cũng đầu bòm, cũng nanh nhọn, oai phong lẫm liệt như ông tướng này." Nghĩ tới đây, sư tử con gầm lên một tiếng chuyển động núi rừng, rồi nhảy tuốt vào rừng sâu. Tất cả chúng ta đều là sư tử, mà vì lầm tưởng mình là cừu, nên từ trước đến nay đã sống đời cừu. Hãy ngó xuống dòng sông Bát Nhã, chúng ta sẽ thấy mình không phải là cừu, phàm phu ngũ uẩn, đang sống trong sợ hãi ưu phiền, mà là sư tử Phật tánh chân không, chúa tể của sơn lâm vũ trụ. Nếu biết được cái Phật tánh chân không này, sẽ không còn phiền sợ nữa. Và đây chính là độ nhất thế khổ ách vậy. Ngày xưa, khi đệ tử hỏi Ngài Mã Tổ thế nào là tức tâm, tức Phật, thì Ngài đáp rằng: "Chỉ tiểu nhi đề", có nghĩa là đừng khóc theo lối con nít nữa. Ý Ngài Mã Tổ là bỉ trượng phu, ngã diệt nhĩ, có nghĩa là Phật cũng là người, ta cũng là người, tại sao ta lại không có cái cao thượng của trượng phu mà lại xử sự như con nít? Có nghĩa là thấy bóng trong gương mà tưởng là sự thật rồi hoảng sợ la khóc. Thân là giả mà cứ tưởng là thật để phải chịu đau khổ chập trùng. Phật sở dĩ thành Phật là nhờ thấy đúng, tức là chánh tri, chánh kiến. Còn chư Bồ Tát sắp đạt đến ngôi đẳng giác, tức là Phật. Bởi các ngài tu tập thấy đúng và cuối cùng thấy đúng cho tới mức triệt để. Nhưng thế nào là thấy đúng? Theo kinh Phật, như thị có nghĩa là vạn vật như thế nào thì mình phải thấy như thế ấy. Thấy trăng thì phải nói là trăng, chứ không nên nói là trăng nằm yên trên cành liễu đợi chờ. Đức Phật thấy việc đời và thế giới như thế nào thì Ngài nhận thấy y như thế ấy và không tìm cách giải thích theo óc tưởng tượng của Ngài. Vì thế, kinh mới có câu rằng: "Như thị văn, như thị chi", có nghĩa là thấy như thế thì biết như thế. Đây chính là chánh tri, chánh kiến, bởi vì Đức Phật không bao giờ gán cho sự vật những cái ý nghĩa, những cái giá trị mà tự chúng không có. Ví dụ như cảnh vật là cảnh vật, thì tại sao chúng ta lại bảo có cảnh vui, cảnh buồn? Như trong truyện Kiều, Thi Hào Nguyễn Du có câu rằng: "Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu, người buồn cảnh có vui đâu bao giờ." Con người vì giàu óc tưởng tượng mà đem cái vui cái buồn của họ gán cho cảnh, chứ cảnh là vô tri vô giác thì làm gì có vui có buồn. Ngay cả nữ sĩ bà Huyện Thanh Quan trong bài Thăng Long Thành Hoài Cổ cũng có câu: "Lối xưa xe ngựa
hồn thu thảo, nền cũ lâu đài bóng tịch dương. Trong bài Thu Viễn Sứ của thi sĩ Đông Mai có câu: ngập ngừng từng trận lá rơi, ai đem lệ đá mà khơi lệ lòng. Vào đời nhà Đường, có nhà thơ rất nổi tiếng là Đỗ Phủ đã hạ bút trong bài Xuân Vọng như sau: cảm thời hoa tiễn lệ, hận biệt điều kinh tâm. Dịch là cảm thời hoa cũng lệ sầu, chia ly chim cũng tim đau vạn trùng. Cái nhìn của người Tây Phương thì cũng không khác với những tư tưởng Đông Phương mấy. Ở Pháp, gần hai thế kỷ về trước, thi sĩ Alphonse de Lamartine, tức là năm 1790 đến năm 1869, cũng đã viết hai câu thơ được tạm dịch là: hỡi cỏ đá phải chăng cũng có, lưu luyến tình khiến nhớ khiến nhung. Đối với những nhà thơ thì họ không nhìn cảnh vật là vô tri vô giác, mà họ nghĩ chúng có những dung cảm rất tế nhị mà con người chỉ có thể tiếp nhận được nếu tâm hồn của chúng ta rung động cùng một nhịp điệu với nó, mà có người gọi là thần giao cách cảm. Vì sự thấy biết ảo huyền như thế cho nên con người bị vọng tưởng sai khiến, làm cho tâm điên bát đảo. Ngược lại, chân lý của Đức Phật là chánh kiến, giúp cho con người tìm về với thật tướng của vạn vật. Vì vậy, chánh kiến là thấy đúng, tức là như thị. Hễ vạn vật như thế nào thì phải thấy, biết như thế ấy, đừng tô son thép vàng và cũng đừng lên án bình phẩm. Hơn nữa, chủ yếu của tâm kinh là phải thấy thấu triệt cái thật tướng của vạn vật, mà Kinh Kim Cang đã nói, thật tướng là vô tướng. Tại sao sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc? Sắc tức là không, không tức là sắc. Thọ, tưởng, hành, thức cũng như vậy. Khi thấy trên bàn có một bình hoa tức là sắc, nhưng chính thật bình hoa tự nó không có, tức là không có chủ thể, mà là do nhân duyên hòa hợp tạo thành, tức là không. Thấy bình hoa trên bàn tức là sắc, mà tự tánh lại là không. Do đó, sắc không thể rời không, hay nói cách khác là sắc chẳng khác không. Nhưng cái không này không phải là không có. Vì thế, chính cái không của cái không thấy, tức là cái không trong thế giới vô vi, để tạo thành cái có của thế giới hữu vi. Vì thế, không phải dính liền với sắc hay không chẳng khác sắc. Sở dĩ mắt của chúng ta thấy một vật gì không phải là chúng ta có mắt mới thấy được, hay có vật, tức là đối tượng để thấy. Nếu tự mắt có thể thấy được, thì tại sao người mới chết, hai mắt vẫn còn nguyên vẹn, mà không thấy gì hết? Còn nói cần có đối tượng mới thấy được, thì đối với người mù, cho dù thế giới bên ngoài màu sắc huy hoàng rực rỡ, nhưng họ có thấy gì đâu. Vậy cái gì làm cho chúng ta nhận thấy? Theo giáo lý nhà Phật, thì cái khả năng để nhận thấy được gọi là kiến tánh, tức là tánh thấy. Kiến tánh thì không thể diễn tả được vì nó vô hình, vô tướng, mà chỉ có thể suy nghiệm để biết mà thôi. Và nó là một khả năng, một đặc tính của cái không trong Bát Nhã Tâm Kinh. Nếu ví dụ tâm của chúng ta như một tấm gương, thì kiến tánh ví như ánh sáng của gương. Do đó, khi chúng ta nói là thấy, thật ra không có cái thấy thật, mà chỉ có vạn vật soi bóng vào tấm gương lòng mà thôi. Cũng như vạn vật soi bóng trong tấm gương thủy tinh. Vì thế, cổ nhân mới nói, chiếu thể viên minh là như vậy. Do đó, kiến tánh hay tánh thấy là kết quả của sự tương phản giữa kiến tánh và vật chất, có nghĩa là bên này chiếu qua bên kia, rọi lại mới nảy sinh cái mà chúng ta gọi là thấy. Một thí dụ là cái tivi trong nhà của chúng ta. Khi mở thì trên màn ảnh có hình, có nghĩa là hễ có hình, tức là tivi có khả năng tiếp nhận tín hiệu từ trong không gian rồi phản chiếu trở lại trên màn ảnh cho chúng ta xem. Khi tắt thì không thấy hình, nhưng cái khả năng nhận những tín hiệu đâu có mất. Chỉ vì chúng ta không thấy hình là tại chúng ta không mở tivi, chứ tín hiệu vẫn có sẵn trong tivi. Tánh thấy
thì cũng thế, lúc nào cũng có trong ta. Do đó, khi ta mở mắt cũng như mở cái tivi thì sẽ thấy. Vậy kiến tánh và sắc vật không thể tách rời nhau, tức là cái này nằm trong cái kia và cái kia nằm trong cái này. Khi chúng ta thấy có muôn vật, tức là thấy sắc, có nghĩa là nhận biết có kiến tánh. Vậy có kiến tánh là có muôn vật, nhưng mà chúng ta đã thấy cái thể của kiến tánh là không, mà sắc vật kia nằm trong kiến tánh, thì dĩ nhiên phải cùng một thể là không. Vì thế, sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc là như vậy. Cùng một lý luận đó, con người chúng ta còn có 5 khả năng khác nữa là văn tánh, tức là tánh nghe, khứu tánh, tức tánh ngửi, thường tánh, tức là tánh nếm, giác tánh, tức là tánh nhận cảm giác, và chi tánh, tức là tánh biết. Khi 6 tánh này phối hợp với 6 căn là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý tạo ra tâm của chúng ta. Tánh nghe, tánh thấy, tánh ngửi, tánh nếm, tánh nhận cảm giác và tánh biết không mất, nên cùng một thể với hư vô mà có người gọi là Phật tánh. Chính cái Phật tánh này là ứng dụng của cái tâm vào lục căn của con người để có thể tiếp xúc với ngoại cảnh, tức là lục trần. Chúng ta có thể lấy thêm một ví dụ về tánh nghe, tức là văn tánh. Khi tai của chúng ta nghe được một âm thanh, có nghĩa là trong không gian mỗi làn sóng của âm thanh vang lên làm rung động cái tánh nghe rồi biến mất. Rồi những làn âm thanh khác tiếp theo vang lên rồi cũng mất. Âm thanh vang lên rồi tan biến, nhưng tánh nghe thì không mất, tồn tại mãi mãi trong con người. Khi mở cái máy thu thanh thì âm thanh phát ra khiến tai ta nghe được, có nghĩa là hễ có âm thanh phát ra thì tánh nghe tức thì nhận lấy. Nhưng khi tắt cái máy thì âm thanh biến mất, nhưng khả năng nhận biết âm thanh vẫn còn, không thay đổi, có nghĩa là tánh nghe luôn luôn có sẵn, vĩnh hằng trong chúng ta. Do đó, khi có âm thanh thì tánh nghe hòa nhịp với tai để thu nhập cái âm thanh đó, và sau đó phân biệt tạo thành nhĩ thức, tức là sự biết của nghe. Vì thế, khi nghe ai hát một bản nhạc thì tánh nghe thu nhận âm thanh vào tai và phân biệt để cho tâm biết đây là bản nhạc hay hay là dở, tràn đầy tình cảm hay khô khan như sa mạc mùa hè. Nếu tánh nghe mất thì con người vĩnh viễn sẽ bị điếc, cũng như cái gương còn đó, vật còn đó mà bóng gương tan vỡ thì cái gương không bao giờ phản chiếu hay thấy được vật thể này. Khi thấy những làn sóng biển nhấp nhô, chúng ta cứ lầm tưởng rằng những làn sóng kia là một thực thể riêng biệt và thực có, nhưng những làn sóng chỉ là dụng hay tướng của thể nước mà thôi, chứ thật chất nó không có. Nói cách khác, những làn sóng nước mà chúng ta thấy là sắc, tức là hình dáng bên ngoài, còn nước dưới đáy biển yên lặng là cái thể của nước mà chúng ta thấy không được, tức là không. Nhưng sóng nước và nước cũng chỉ là nước mà thôi. Do đó, sóng nước là sắc, không khác thể nước là không. Vì thế, sắc chẳng khác không. Bây giờ nếu chúng ta nhìn kỹ, muốn có sóng nước thì phải có nước dưới đáy biển trước khi gió tạo thành những làn sóng cao thấp nhấp nhô. Vì vậy, nước dưới đáy biển là thể, tức là không, để tạo thành những làn sóng, tức là sắc. Vì thế, không và sắc không thể rời nhau, hay không chẳng khác sắc là như vậy. Chúng ta đã biết cái có, tức là ngũ uẩn, là do cái không mà ra, thì không chính là căn bản, là cội nguồn, là bản thể của cái có. Nói cách khác là nếu không có cái không, dĩ nhiên không bao giờ có cái có, và ngược lại, một khi có cái có là vì có cái không. Vì thế, kinh mới có câu rằng sắc tức là không, và không tức là sắc. Chẳng hạn như khi nhìn chiếc xe mới đẹp lộng lẫy bên đường, chiếc xe mới này chính là sắc, nhưng chiếc xe không tự nó tạo nên được, mà cần phải do bao nhiêu nhân duyên mới tạo thành, mà đã là do nhân duyên kết hợp thì nó là vô ngã, tức là không. Thế thì cái xe là có, mà tự tánh là không, cho nên tâm kinh
mới nói xác tức là không. Mặc dù không tự tánh, không chủ tể, nhưng do nhân duyên hợp lại để tạo thành cái xe mà chúng ta thấy, cái xe là có tức là sắc. Vì vậy, bây giờ không tức là sắc. Một thí dụ khác là khi chúng ta thấy một tấm thép rất rắn chắc hay một viên kim cương thì chúng cũng không hoàn toàn là sắc. Vì nếu nhìn từ hình thể bên ngoài, tức là tướng của chúng, thì không ai dám phủ nhận chúng là những khối đặc và rắn chắc. Nhưng bên trong, chúng được cấu tạo bởi những nguyên tử. Cấu trúc của mỗi nguyên tử tuy khác nhau tùy theo hóa chất của nó, nhưng tựu chung thì mỗi nguyên tử được tượng trưng như là một cái hộp mà các âm điện tử rất nhỏ chạy quay cuồng chung quanh cái hộp. Còn ở chính giữa tâm là dương điện tử và trung hòa tử thì cố định và có kích thước tương đối lớn hơn âm điện tử nhưng vẫn rất nhỏ so với kích thước của cái hộp. Do đó, nếu viên kim cương nhìn từ bên ngoài thì rất rắn chắc, nhưng từ bên trong thì những nguyên tử than, carbon này gần như trống rỗng mà nhà Phật gọi là không. Nhưng cái không không thể nào tách rời cái sắc được. Vì thế, không có gì là toàn sắc và cũng chẳng có gì là toàn không. Như thế thì sắc tức là không và không tức là sắc. Khi đã biết sắc uẩn như thế thì bốn uẩn khác là thọ, tưởng, hành, thức thì cũng cùng một lý luận. Tại sao? Tại vì có thân là sắc mới sinh ra cảm giác, tư tưởng, suy nghĩ và hay biết. Nay thân tức là sắc là không thì bốn cái tùy thuộc kia của thân cũng là không luôn. Vì thế mà kinh nói thọ, tưởng, hành, thức, diệt, phục như thị, tức là cũng như vậy. Còn câu này ông Xá Lợi Phất, tướng không của mọi pháp, không sanh, không diệt, không nhơ, không sạch, không thêm, không bớt thì như thế nào? Như phần trên đã nói là khi quán tự tại Bồ Tát đã đạt đến chỗ sáng suốt triệt để rồi thì soi thấy cái thể của ngũ uẩn là không. Mà ngũ uẩn ở đây ý nghĩa bao gồm cả vạn pháp là muôn sự, muôn vật trong vũ trụ này. Một khi đã thấy cái thể, tức là chỉ thấy cái tướng bề trong, tức là chân không, thì không còn thấy cái tướng bề ngoài do ngũ uẩn hay vạn pháp hợp thành. Vì thấy rõ được như thế, cho nên tất cả các tướng đều là thực tướng của cái thể sáng chiếu chân không. Nguyên văn câu kinh là tác liễu nhất thiết tướng, giai nhị chiếu thể, chân không chi thực tướng. Vậy tướng không của tất cả vạn hữu là thực tướng của chân không. Từ đó mà ra thì vạn pháp tuy có cái bề ngoài vật chất dơ giấy không trong sạch, nhưng bề trong chính là thực tướng, là chân không, là Phật tánh, là cái gì hết sức thiêng liêng, trong sáng, thường còn bất biến. Vì thế cổ nhân mới có câu nhất thế sắc giai thị Phật sắc, nhất thế thanh giai thị Phật thanh. Có nghĩa là tất cả hình tướng đều là hình tướng Phật, tất cả âm thanh đều là âm thanh Phật. Trong kinh Lăng Già cũng viết xúc mục vô phi thị Phật, có nghĩa là những gì chạm đến mắt ta không gì là không Phật. Nói tóm lại, cái tướng không mới là cái tướng thật của vạn vật, mà thật tướng là chân thể thì làm gì có sanh, có diệt, có dơ, có sạch hay có thêm, có bớt. Thêm nữa, cái thể chân thật hay tướng không của vạn vật cho dù trải qua không biết bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp trong quá khứ vẫn không tìm ra đâu là đầu hay là đi đến chỗ cùng tận của vị lai, cũng không tìm đâu là cuối. Xưa sao thì nay vậy, đồng ý như một, không hề lay động, không biến, không hư. Ngày nay, nếu chúng ta xem dòng điện là thể, tức là tướng không, hay còn gọi là chân không, hay thực tướng, và ánh sáng của ngọn đèn điện là tướng, tức là ngũ uẩn,
hay giả tướng. Khi ta mở thì electron di chuyển tạo ra dòng điện làm cho đèn cháy, tức là ánh sáng xanh. Nhưng khi ta tắt, các electron không di động làm đèn tắt, tức là ánh sáng diệt. Cho dù chúng ta có mở hay tắt thì thể điện vẫn luôn luôn nằm trong dây, trước sau như một, không xanh, không diệt, không thêm, không bớt. Còn cái ánh sáng mà chúng ta thấy bề ngoài thì dĩ nhiên có xanh, có diệt, có tăng, có giảm. Vì thế, nếu chúng ta có thể thấy được cái sự thật bề trong, tức là cái thể của ánh sáng là điện, thì chắc chắn thể điện, tức là tướng không, sẽ không xanh, không diệt. Bây giờ, hãy so sánh thân tâm ngũ uẩn của chúng ta cũng như ánh sáng của ngọn đèn. Ánh sáng của ngọn đèn mà chúng ta thấy được là do cái thể điện, tức là không, mà hiện ra tướng, có nghĩa là sắc. Còn thân tâm của chúng ta là sắc thì cũng do cái chân thể, tức là không, mà hiện ra tướng. Trong kinh Phật, chân thể còn được gọi là diệu hữu chân không, cũng chính là chân tâm, là Phật tánh, là pháp thân không sanh, không diệt, không dơ, không sạch, không thêm, không bớt. Triết lý này Đức Phật đã nói ra trên mấy ngàn năm, mà hiện nay có nhiều triết gia Tây Phương cũng phát biểu rằng vật chất là tinh thần là vật chất, không thể chia lìa ra được. Vật chất là vạn hữu, còn tinh thần là chân thể, là chân không của đạo Phật. Thấy được vật chất là hiện tướng của tinh thần có thể cho chúng ta một nhãn thức mới. Đó là tư tưởng Đông Tây rất hòa hợp. Cho dù tư tưởng này chính Đức Phật đã khai thị mấy ngàn năm trước Tây Phương. Bây giờ hãy tìm hiểu câu: cho nên trong tướng không, không có sắc, không có thọ, tưởng, hành, thức, không có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, không có sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, không có nhãn giới, cho đến không có ý thức giới, không có vô minh, cũng không có cái hết vô minh, cho đến không có già chết, cũng không có cái hết già chết, không có khổ, tập, diệt, đạo, không có trí tuệ, cũng không có chứng đắc. Đoạn kinh này tương đối hơi dài, cho nên chúng ta có thể chia làm hai đoạn. Thứ nhất, phá chấp ngã. Đây là phần chỉ về câu: cho nên trong tướng không, không có sắc, không có thọ, tưởng, hành, thức. Con người vì si mê nên cứ tưởng thân tâm này là thật có nghĩa là chấp mình có một cái ta riêng biệt trong vũ trụ này. Nhưng phần trên chúng ta đã chứng minh ngũ uẩn là không, thì trong ta làm gì có cái ta? Mà ngũ uẩn chính là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Thêm nữa, không tướng, tức là bản thể bất sanh, bất diệt, bất tăng, bất giảm của vạn vật. Khi đã đạt đến mức sáng suốt, triệt để, tức là bát nhã ba la mật, thì phải thấy ngũ uẩn là không. Thật vậy, không tướng, tức là chân không, là cái thể của vạn vật. Mà đã là thể thì không sao có cái tướng hay sắc được, cho dù thể không khác sắc. Nay trong tướng không, không có sắc thì làm gì có những cái tùy thuộc của sắc là thọ, tưởng, hành và thức. Khi đã đạt được đến cái thể là đến chỗ tuyệt đối. Do đó khi thấy ngũ uẩn không thật có thì tự chúng ta có thể phá được cái chấp ngã là thấy mình không có cái ta, để dẫn dắt con người khỏi phải sống một cuộc đời mê muội cũng vì cái ta này. Một khi đã đi sâu vào cái sáng suốt triệt để, có nghĩa là hành thâm bát nhã ba la mật, thì sẽ trở thành người có trí tuệ. Nhưng cái trí tuệ này có được là nhờ tâm đã định. Người mà sống trong định thì chẳng khác nào như con rùa rút đầu vào vỏ. Cuộc sống của họ chỉ nhìn vào bề trong và chỉ biết cái gì bên trong mà thôi. Còn vạn vật bên ngoài, kể luôn cái vỏ, đối với họ là những cái gì đã tiêu tan mất tích từ lâu. Lối sống này cổ nhân gọi là dĩ tự tánh, tự chiếu, có nghĩa là tự lấy gương lòng của mình mà tự soi lòng mình. Hay nói cách khác, họ đem hết cái sáng suốt của trí tuệ mà soi ngược vào lòng mình,
để tự biết lấy mình. Do đó, khi làm cái việc hồi quang phản chiếu này, con người không có thì giờ và trí óc để suy nghĩ đến cái thân xác thịt hoặc những tình cảm do thân tiếp xúc với ngoại cảnh mà phát sanh, tức là ngũ uẩn. Không sống cho ngũ uẩn, tức là không nô lệ cho cái ta. Và từ đó con người sẽ không còn lệ thuộc vào cái ngã nữa. Hay nói cách khác là chúng ta có thể phá được cái chấp ngã rồi. Thêm nữa, có chấp ngã là bởi vì chúng ta thương yêu cái ngã của mình. Thương yêu cái ngã thì nhà Phật gọi là ái ngã. Có nghĩa là bất cứ cái gì hợp với mình thì mình yêu thương, gìn giữ. Còn cái gì không hợp với mình thì mình chê, mình ghét. Thử nghĩ lại xem, có ai chửi mình mà mình thương họ không? Dĩ nhiên là mình phải ghét họ. Ghét là vì cái ngã ghét mà mình chạy theo ngã nên mình cũng ghét theo. Đôi khi chúng ta nói sai, làm bậy mà có người sửa thì chúng ta nổi giận đùng đùng. Thử nghĩ lại, có bao giờ chúng ta làm việc sai hay nói không đúng mà chúng ta điềm tĩnh, hài hòa khi có người chỉ trích chúng ta? Có bao giờ chúng ta biết ơn kẻ đã chỉ chỗ sai quấy cho mình sửa đổi để trở thành người tốt, hay là chúng ta oán hận họ? Tất cả cũng từ cái ái ngã mà ra. Bởi ái ngã cho nên nếu ai động tới ngã là chúng ta bừng bừng nổi giận. Còn ai tâng bốc ngã thì mình ưa, mình thích. Bởi vì có bản ngã cho nên hễ đụng chạm nhau thì sẽ sanh ra thù nghịch, không ai nhịn ai cả. Vì vậy cho nên vì bản ngã mà chúng ta phải nếm mùi khổ đau, và vì muốn bảo vệ bản ngã mà chúng ta luôn tạo nghiệp. Ta thì lo bảo vệ bản ngã của ta, còn người khác thì bảo vệ bản ngã của họ. Cho nên đời này tan thì đời khác đến, nghiệp nối đuôi chồng chất mãi không thôi. Mà càng tạo nghiệp thì càng lún sâu trong vòng luân hồi sanh tử. Khi đã biết ngũ uẩn là không, tức là thân tâm này là không, thì chúng ta không bám vào cái ngã tứ đại giả hợp này nữa. Không bám vào tấm thân tứ đại, tức là không bám vào cái thương ghét. Không còn thương ghét, tức là không chạy theo bản ngã, thì tâm sẽ trở thành thanh tịnh, bình đẳng để không còn tạo nghiệp. Không tạo nghiệp là con người không còn khổ và vĩnh viễn chặt đứt dây luân hồi. Nếu có người tu hành mà khoe nay chứng cái này, mai đắc cái kia, thì đó là hiện thân của bản ngã. Hễ còn dính vào bản ngã, tức là phàm phu. Mà đã là phàm nhân thì không bao giờ là thánh được. Kinh Phật có câu: không thấy có pháp A Nậu Đa La, Tam Miểu, Tam Bồ Đề để đắc. Nên Phật Nhiên Đăng mới thọ ký cho Đức Thích Ca Mâu Ni thành Phật. Do đó, nếu ai khoe là chứng quả Thanh Văn hay Bồ Tát thì đó là tướng của ma quái, chứ không phải của người tu hành chân chính. Thêm nữa, những người tu hành mà thích khoe có cấp bằng tiến sĩ này hay thạc sĩ nọ, hay là danh xưng thế này, thế kia, thì chưa chắc họ là người tu cao. Bởi vì người tu theo đạo Phật là càng tu cao thì cái ngã càng thấp, còn cái ngã càng cao thì sự tu hành chưa tới đâu cả. Nói chung, người yêu đời là người lăn mình trong xã hội, lăn mình trong chỗ nhiễm ái hay lăn mình để xây dựng. Còn người chán đời là người gặp nhiều thất bại trong cuộc đời, bởi vì chí cả không thành, công danh trắc trở, tình duyên ngang trái. Do đó, kẻ yêu đời là người chạy theo tham đắm lợi danh, tức là nô lệ cho bản ngã. Còn người chán đời là kẻ oán ghét thế gian thì cũng là nô lệ cho bản ngã mà thôi. Chính những người không yêu, không ghét, tâm thanh tịnh mới thật là người không chạy theo bản ngã. Vô ngã chính là tâm của Bồ Tát vậy. Khi các ngài vào thế gian để độ chúng sinh thì tâm rất bình đẳng, không còn chấp ngã, chấp pháp, làm việc vì lợi ích cho chúng sinh chứ không phải lợi ích cho riêng mình. Khi đã hiểu vạn pháp giai không, duyên sanh như huyền, thì trên đời này có cái gì là thật có, đâu mà phải bận tâm. Ngày xưa ngài Thần Tú là đại đệ tử của Ngũ Tổ Hoàng Nhẫn khi làm bài kệ rằng: thân là cây bồ đề, tức là chấp tướng, tâm như đài gương sáng, tức
là lại chấp có tướng, luôn luôn phải lau chùi, tức là chấp có tu, là chấp ngã. Chớ cho dính bụi trần, tức là chấp, là mình chứng đạo. Liền bị ngũ tổ của là kiến thức còn đứng ngoài hàng rào, vì ngài thần tú còn quá chấp, tức là không hiểu được ý nghĩa sâu xa của tuệ giác bát nhã. Nhưng khi biết lục tổ huệ năng có kiến thức thâm sâu và là cao tăng đắc đạo, thì ngài thần tú mới nói với đệ tử rằng: ngài huệ năng là người đã được thầy ta ấn chứng, kiến thức đã quá hơn ta. Tiếc vì ta đã già và mang ơn quốc vương quá nặng nên không đi tới đó học được. Vậy các ngươi thay ta tới đó học hỏi, rồi đem về nói lại cho ta nghe. Đủ biết là một người trong quá khứ đã quá chấp ngã, mà sau đó vì đạo pháp mà phá được cái chấp ngã của mình. Biết người giỏi hơn mà không ghét thì cái ngã đâu còn, thật đáng khen. Ngày nay có nhiều vị tu hành khoe mình là tiến sĩ thế này thế nọ, thì chính họ đã bị kẹt vào cái đa văn, tức là tăng trưởng cái ngã của mình. Đây chính là đi ngược lại con đường giải thoát giác ngộ. Nếu dẹp được ái ngã thì tham, sân, si cũng theo thời gian mà tiêu tan. Vì thế Đức Phật dạy chúng sinh lúc nào cũng phải xét cái ngã của mình. Cái ngã về thân vốn chẳng có, cái ngã về thân nó không thật, vì tứ đại là do ngũ uẩn hòa hợp tạo thành, mà ngũ uẩn là không thật có. Chính thân đã không thật thì yêu ghét không còn. Cho nên muốn dứt thương ghét thì phải phá cái ngã trước. Ngã mà bị phá rồi thì thương ghét cũng chẳng còn. Vì thế con người mới có thể tìm lại cuộc sống an vui tự tại trong đời này. Trong kinh A Hàm có bài kệ ghi lúc Đức Phật vừa đản sinh rằng: thiên thượng, thiên hạ, duy ngã, độc tôn, nhất thiết thế gian, sinh lão, bệnh tử. Dựa theo kinh A Hàm của Phật giáo Nguyên Thủy thì bốn câu trên có nghĩa là trên đời dưới thế chỉ có Phật là hơn hết. Nhưng đây không phải là đề cao cái ngã của Đức Phật. Tại sao? Vì trong tất cả thế gian thì Đức Phật đã qua khỏi sanh, già, bệnh, chết. Đó chính là cái hơn theo tinh thần Nguyên Thủy. Còn theo tư tưởng của Đại Thừa phát triển thì đi thẳng vào cái ngã của pháp thân, chứ không phải là cái ngã của sắc thân này. Bởi vì ngã của thân tứ đại, ngũ uẩn là vô thường sanh diệt. Vì thế vô ngã là không có cái ngã của tứ đại ngũ uẩn. Nhưng pháp thân là thể bất sanh bất diệt, cho nên pháp thân là trên hết. Do đó cái ngã mà dựa theo tư tưởng Đại Thừa chính là cái ngã pháp thân. Mà nếu chúng sinh muốn được giải thoát sinh tử thì bắt buộc phải giác ngộ được pháp thân. Như vậy câu nói đó không phải đề cao cái ngã như mọi người hiểu lầm từ bấy lâu nay. Ngày xưa, lục tổ Huệ Năng có nói rằng, nếu là người tu đạo, chân thật, thì không thấy lỗi lầm của người khác trong thế gian. Cái khó trong thế gian này là lúc nào con người cũng thấy lỗi của người mà không nhìn lại lỗi của mình. Nếu tin vào luật nhân quả, thì người khác có làm cái gì hay làm thế nào thì cũng có nhân quả riêng cho họ. Nhân quả của người khác thì chúng ta không thể nhận chịu thay thế cho họ, mà quan trọng nhất là chú ý đến nhân quả của mình. Có gây nhân thì phải nhận lấy quả báo. Đến khi nào chúng ta không thấy lỗi của người khác mà chỉ thấy lỗi của chính mình thì chúng ta sẽ thành công. Công phu của quý vị sẽ đắc lực và chắc chắn quý vị sẽ gặt hái rất nhiều lợi ích chân thật. Thứ hai, phá chấp pháp. Trong phần này, Tâm Kinh giới thiệu về thế gian và suốt thế gian pháp. Thế gian pháp là nói về các pháp sinh diệt trong vũ trụ này, còn suốt thế gian pháp là nói về phương cách giải thoát giác ngộ để đưa con người ra khỏi tam giới, không còn phiền não, khổ đau. Phá chấp pháp của thế gian pháp. Đây là đoạn nói về không có mắt, tai, mũi, thân và ý, không có sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, không có nhãn giới cho đến không có ý thức giới. Tạm dịch là: cho nên trong tướng không, không có mắt,
tai, mũi, lưỡi, thân, ý, không có hình sắc, âm thanh, không hương, không vị, không xúc, không pháp, không có cảnh giới của cái biết bằng mắt, cho đến cảnh giới của cái biết bằng ý cũng không. Xin nhắc lại, lục căn của con người thì gồm có ngũ quan, tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, và quan thứ sáu là ý. Căn ở đây có nghĩa là cơ quan, còn trần là bụi, ám chỉ những cái gì làm mờ tâm cảnh, tức là tấm gương lòng của con người. Trần ở đây bao gồm cả vạn vật trong trời đất, có thể là hữu tình hay vô tình, mà nhà Phật gọi chung là sắc. Chữ sắc này rộng nghĩa hơn là chữ sắc trong ngũ uẩn, tức là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Chữ sắc của vạn vật trong vũ trụ có thể chia làm ba loại như sau. Loại tiếp xúc và thấy được, tức là khả đối, khả kiến. Đó là những hình dáng và màu sắc có thể dùng mắt mà tiếp xúc và nhận thấy. Đây là loại nói về tất cả những gì hoàn toàn về vật chất mà chúng ta gọi là chữ sắc trong ngũ uẩn. Loại tiếp xúc được mà không thấy được, tức là khả đối, bất khả kiến, tức là âm thanh, các thứ mồi, các thứ vị và các thứ cảm giác. Loại không tiếp xúc mà cũng không thấy được, tức là bất khả đối, bất khả kiến. Đây là những hình sắc, mùi vị, cảm giác mà chúng ta nhận biết và cảm thọ trong thâm tâm. Chẳng hạn như khi chúng ta tưởng tượng mà thấy có nhà, có xe, có ăn, có uống, hay là những cái biết do tâm phân biệt mà có. Tất cả những cái biết từ trong nội tâm thì ngũ quan không tiếp xúc được, mà nhà Phật gọi tất cả những cái sắc thuộc loại bất khả đối bất khả kiến này là pháp. Sau cùng là thức. Thức có nghĩa là biết. Chẳng hạn như có những cái biết bằng mắt thì gọi là thấy, hay có những cái biết bằng tai thì gọi là nghe. Vì chúng ta có sáu căn cho nên có sáu cái biết mà nhà Phật gọi là sáu thức. Đó là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức. Nếu đem tổng hợp ba cái căn trần thức lại với nhau thì chúng ta có được toàn thể vũ trụ sắc pháp hay thế gian pháp, tức là thế giới của hiện tượng. Bây giờ chúng ta hãy lấy con mắt, tức là nhãn căn, làm đối tượng để phân tích. Một khi thấu hiểu được nhãn căn thì năm căn kia cũng thế mà thôi. Ai ai cũng biết là mắt dùng để thấy, nhưng để thấy cái gì? Tất cả những vật gì có hình dáng và màu sắc thì mắt có thể thấy được. Như thế thì mắt chỉ có thể thấy được vật thể và màu sắc trong một phạm vi giới hạn mà chúng ta tạm gọi là cái giới của sắc, và cái giới này chỉ dành riêng cho mắt mà thôi. Không một căn nào khác có thể xâm lấn nó được. Vì thế, cái giới của mắt thấy thì được gọi là nhãn giới, có nghĩa là cảnh giới của cơ quan thấy. Còn những vật để cho cơ quan ấy thấy, chẳng hạn như hình dáng, màu sắc, hợp thành một lĩnh vực khác hay một giới khác mà chúng ta gọi là giới của những vật bị thấy hay để cho thấy. Nếu mắt có thấy thì phải có vật hay đối tượng để mắt thấy, chẳng hạn là hình sắc hay vật thể, thì sau đó sự thấy sẽ nảy sinh ra một cái biết thuộc về loại thấy. Cái biết này chính là nhãn thức. Tất cả những cái biết về loại thấy này hợp lại thành một thế giới của những cái biết bằng mắt mà nhà Phật gọi là nhãn thức giới. Nói tóm lại, đối với cái thấy chúng ta có ba giới, đó là một thuộc về căn, tức là nhãn giới, một thuộc về trần, tức là sắc giới, một thuộc về thức, tức là nhãn thức giới. Cái thấy thì như thế, còn tất cả cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái cảm xúc hay cái ý thì cũng thế. Thí dụ như cái nghe cũng có ba giới, đó là một giới thuộc về căn, tức là nhĩ giới, một giới thuộc về trần, tức là thanh giới, một giới thuộc về thức, tức là nhĩ thức giới. Để dễ dàng thấu rõ, chúng tôi xin lược kê tất cả thập bát giới hay 18 giới như sau. Sáu giới của căn là nhãn giới, nhĩ giới, tỷ giới,
thiệt giới, thân giới và ý giới. Sáu giới của trần là sắc giới, thanh giới, hương giới, vị giới, xúc giới và pháp giới. Sáu giới của thức là nhãn thức giới, nhĩ thức giới, tỷ thức giới, thiệt thức giới, thân thức giới và ý thức giới. Nếu cộng sáu giới của căn, sáu giới của trần và sáu giới của thức, chúng ta có tất cả là 18 giới mà thường được gọi là thập bát giới. Thập bát giới này có thể bao hàm toàn thể thế giới vũ trụ, hay nói cách khác là chính cái thập bát giới này chi phối toàn thể những gì mà chúng ta thấy biết, nghe biết, ngửi biết, nếm biết, cảm xúc biết và do tâm ý biết trên thế giới hiện nay hay cho cả vũ trụ nữa. Bây giờ chúng ta trở lại với cái thấy. Có ba đối tượng liên quan đến cái thấy mà chúng ta cần phải biết. Đó là có mắt mà không có vật. Màu sắc hay đối tượng thì không thành cái thấy. Có vật hay đối tượng mà không có mắt thì cũng không thành cái thấy. Có mắt, có vật mà không có tánh thấy, tức là kiến tánh, thì cũng không thành cái thấy. Do đó, muốn có cái thấy thì phải bao gồm tất cả ba món trên, tức là phải có mắt, phải có vật và cuối cùng phải có tánh thấy, thì cái thấy mới thành tựu được. Trong Tâm Kinh có viết: không có nhãn giới cho đến không có ý thức giới. Đây là lối nói vắn tắt của kinh mà thôi, chứ thật ra mỗi lối biết có một cảnh giới riêng, thì Tâm Kinh phải nói đầy đủ là không có nhãn thức giới, nhĩ thức giới, tỷ thức giới, thiệt thức giới, thân thức giới và cũng không có ý thức giới. Nhưng ở phần trên, chúng ta đã chứng minh rằng sắc tức là không, mà sắc chính là vật bị thấy đã là không, tức là thể, thì mắt, tức nhãn căn và nhãn thức cũng không luôn. Tại sao? Bởi vì trong bộ ba, căn, trần và thức, nếu có một cái là không, thì cả ba đều không như nhau. Cùng một lý luận như trên, thì năm căn còn lại là mũi, tai, lưỡi, thân và ý hợp với năm trần còn lại là thanh, hương, vị, xúc và pháp, cùng với năm thức là nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức cũng đều là không. Thêm nữa, thân tâm con người ta, tức là ngũ uẩn, đã biết là không thì tất cả những gì liên quan đến nó theo ngoại giới cũng đều là không. Nói cách khác là tất cả thập bát giới của vũ trụ cũng đều là không. Do đó, vũ trụ 18 giới thuộc thế gian pháp là tướng, còn không là thể. Mặc dầu chúng ta đã biết tướng là do thể biến hiện ra, tức là cái có từ cái không mà ra, nhưng trong thể chắc chắn không bao giờ có chứa cái tướng. Nói một cách tổng quát là tất cả mọi vật trên thế gian này đều do tâm niệm của chính chúng ta hình thành. Điều đó có nghĩa là nếu chúng ta nghĩ có thì nó có, còn chúng ta nghĩ không thì nó sẽ là không. Do đó mới có câu tâm có sanh thì pháp mới sanh, còn tâm diệt thì pháp cùng tâm cũng diệt. Chẳng hạn như hai chị em cùng rủ nhau đi chợ. Khi đến chợ, người chị quan sát, ngắm nhìn và hỏi han từ món này đến món khác. Thấy vật nào đẹp, người chị đưa lên xem, trầm trồ khen đẹp và hỏi giá cả là bao nhiêu, trong khi người em thì đi theo mà chẳng ngắm nhìn hay chú ý đến bất cứ vật gì. Tại sao hai chị em cùng cha cùng mẹ mà một người lại tò mò thắc mắc đủ điều, còn người kia lại thờ ơ như thế? Hay là người em là người không tâm mà nhà Phật gọi là vô tâm? Đối với người chị thì vạn vật trên đời này là thật có, còn đối với người em thì có lối nhìn trái ngược. Những thứ mà người chị thấy là thật có thì người em thấy là không, tức là giả có mà thôi, nên cô ta chẳng cần quan tâm chú ý. Thấy là để thấy vậy thôi, chứ trong cái thấy đó không có nhãn thức giới, có nghĩa là không có cái biết của sự thấy, tức là không có sự phân biệt tốt xấu. Không phân biệt thì tâm không sanh vọng tưởng, tức là họ đang sống với cái chân tâm thanh tịnh, cái Phật tánh sáng suốt muôn đời. Dựa theo Tâm Kinh,
thì muốn đạt đến trí tuệ sáng suốt triệt để, tức là bát nhã ba la mật, thì chẳng những thấy vật thể là không, mà tất cả 18 thế gian giới cũng đều là không. Đây chính là cái không của quán tự tại Bồ Tát vậy. Vậy, muốn phá cái chấp của thế gian pháp, thì tâm kinh dạy, một khi nội tâm đã lắng trong, thì chúng ta chỉ còn thấy cái bề trong, tức là thể của vạn vật, mà không còn thấy cái bề ngoài, tức là tướng, có nghĩa là không. Vì thế, cho dù có giàu sang quyền thế, dinh thự nguy nga, tiền rừng bạc biển, ăn sang mặc sướng đi chăng nữa, thì tất cả những cái này đều là không. Cho nên trong lòng Bồ Tát luôn thấy vạn vật là không, cho nên họ mới được tự tại, không còn phiền não khổ đau. Còn chúng ta thấy vật đẹp là có, thấy nhà sang là có, thấy đàn ngọt hát hay là có, cho nên chúng ta còn khổ, còn phiền não cũng vì lấy giả làm chân, tức là lấy không làm có vậy. Đến đây, chẳng những cái thân tâm ngũ uẩn đã chết đối với Bồ Tát, mà luôn cả vũ trụ cũng chết luôn. Tâm hồn của họ sống ung dung tự tại trong cảnh vô vi và ngao du trong cõi vô cùng vô tận như mây như gió. Có phá tan được cái say đắm của sự vật ở thế gian này, thì Bồ Tát mới thật sự phá được tất cả những chấp pháp của thế giới hữu vi này vậy. Phá chấp pháp của suốt thế gian pháp. Đây là đoạn nói về không có vô minh, cũng không có cái hết vô minh, cho đến không có giả chết, cũng không có cái hết giả chết, không có khổ, tập, diệt, đạo, không có trí huệ, cũng như không có chứng đắc. Chúng ta tạm chia đoạn kinh nói trên thành ba phần. Không có sự khổ, không có nguyên nhân gây ra sự khổ, không có sự diệt khổ và cũng không có con đường dẫn đến sự diệt khổ, tức là Niết Bàn. Đây là phủ định chân lý tứ diệu đế. Không có vô minh, cũng không có cái hết vô minh, thậm chí không có cái già chết và cũng không có cái hết già chết. Đây chính là phủ định chân lý thập nhị nhân duyên. Không có trí tuệ và cũng không có chứng đắc được cái gì. Đây là phủ định chân lý lục độ ba la mật. Tại sao đoạn kinh trên được xếp vào loại suốt thế gian? Đức Phật vì thấu rõ nỗi thống khổ của tất cả chúng sinh trong đời, nên Ngài mới quyết tâm xuất ra tìm đạo, để cố tìm cho ra chân lý, mà dẫn dắt chúng sinh ra khỏi biển trầm luân khổ não. Khi thành đạo, Ngài tìm ra được ba tầng giáo pháp để dạy tất cả chúng sinh, dựa theo đó mà tu hành để có một nếp sống phi phàm, đó chính là nếp sống của các bậc thánh. Vì thế, phương pháp tu hành để chuyển phàm thành thánh thì được gọi là suốt thế gian. Ba tầng giáo pháp đó là tứ diệu đế, thập nhị nhân duyên và lục độ ba la mật.